My name is Phạm Tuyết Mai. Today is February 27, 2011. I'm going to interview Grandmaster Van Binh at Saigon Houston Radio Station in Houston. This is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation 500 Oral History Project. Yes, in Vietnam, my name is Nguyen Binh, but since coming to the U.S., I had to change to Van Binh, and my title is a Grandmaster. I'm 9-degree black belt in Taekwondo, 7-degree in Judo, and 5-degree in Aikido. So all over the world, they call me Grandmaster Van Binh. Thank you. Glad to talk to you. Thank you for your information. Để cho có thể thoải mái hơn, xin phép được phỏng vấn ông bằng tiếng Việt. Rất là hân hạnh được phỏng vấn ông ngày hôm nay. Xin ông có thể cho biết về ngày sinh của ông và sinh ở đâu? Tôi sinh trưởng ở Hà Nội, sinh ngày 29 tháng 2, 1936. Thì trong cái thời gian mà ông ở Hà Nội và lớn lên ở Hà Nội hay là có ở đâu khác? Tôi lớn lên ở Hà Nội rồi ở Thái Hà, là nhà tôi có trang trại ở Thái Hà, cách Hà Nội cũng vài cây số, 2-3 cây số. Như trong cái thời gian có trang trại như vậy chắc hẳn là có nhiều niềm vui cũng như là kỷ niệm ở đây. Vâng, ông ba của tôi có cái trang trại đó và cũng là cái business luôn, cũng là cái chỗ để làm cái business thuộc ra để xuất cảng ra đó. Rồi ba tôi cũng dạy tôi võ từ năm 1941, tức là hồi 5 tuổi. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về những cái kỷ niệm thời nhỏ mà ông thích và nhớ? Có cái kỷ niệm nhỏ mà tôi rất là vui là tôi hồi năm 6 tuổi đó, 1942, ba tôi đóng cái kịch gọi là hát trèo cổ, và tôi ba tôi làm đóng vai Triệu Tử Long, tôi là A Đậu, con con A Đậu. Thế thì cha tôi cứu tôi và nhảy lên thuyền. Cái chuyện đó tôi có viết trong cái cuốn 60 năm học võ của tôi. Thì trong chuyện thật thì tôi đọc là Triệu Tử Long nhảy lên lưng ngựa chứ không phải cái thuyền. Về sau tôi mới khám phá ra rằng cái thuyền là vì ở trên cái sân khấu đó nó trơn, nó đẹp lắm, mà dắt ngựa lên thì có lẽ không có tiện, thành ra người ta không cho, vì sao đổi ngựa thành cái thuyền. Nó là thế. Nhưng mà cái chuyện là hồi tôi 6 tuổi thì năm 16 tuổi tôi lại trở lại nhà hát lớn và tôi lại đóng kịch, tôi làm một nhân sĩ Bắc Hà trong kịch Tiếng Trống Hà Hồi. Năm nào? 1952. Thì tôi có cái hình là một cụ già, chị nhìn nhà bà nhìn lại không có nhận ra đâu. Tưởng là ông nội tôi, giống như ông nội tôi. Thế thì trong cái thời gian đó được bao lâu? Thanh bình chắc hẳn thời gian đó là thời gian không có chiến tranh. Đẹp đẽ. Không, cũng có chiến tranh mà xa mình không có nghe thấy tiếng súng. Nhưng mà cái hồi nhỏ thì tôi lại bị nghe bom, súng thì không có, mà bom nổ. Là cái thời đó là tôi đang đi học, hôm tôi đang đi học ở trường, tôi học trường Virginia, trường Pháp đó. Thì Mỹ ném bom Nhật, hồi đó Nhật chiếm đóng Đông Dương mà, chiếm đóng Hà Nội. Thì nhà tôi ở trên con đường mà người Mỹ giải bom, đi từ phố Hàng Gia, dần dần đi đến phố Hàng Gia, nó đi đến gọi là phố Phủ Doãn, rồi đi thẳng đến Đốc Xảo. Đốc Xảo là nơi Nhật đóng quân. Thành ra khi mà Mỹ ném bom, một quả bom nó vào chợ Hàng Gia, rồi đi dần xuống. Đằng sau nhà tôi là nhà một ông bác sĩ, trúng cái nhà ông mà không trúng nhà tôi. Thế rồi về sau bỏ bom vào Đốc Xảo. Thế rồi lại phố Khâm Thiên nữa. Thì tôi đang học như vậy thì các phe bắt phải đi ra bằng cái gọi là hầm trú ẩn, nhưng mà nó lộ thiên, thì ở lộ thiên ở trong đó. Rồi một buổi chiều lúc đi về thì má tôi nó vội vàng chở tôi đi về ấp Thái Hà. Thì đi qua Hàng Gia thì tôi thấy chân tay người ta gãy cháy đen, bị dính lên tường, dính lên cây, ruột gan nó lòng thòng. Thì ở đấy trước cửa Sima Olympia có cái nhà gọi là nhà tiệm sơn con mối, ở ngoài vẽ cái con như con mối đó. Thì tôi còn nhớ là tôi thấy cái cả tay cả chân người ta dính vào nó luôn nữa, thì nó là nhiều người chết lắm. Thế thì
cái trước đó thì khi về cái chiến tranh mà về của Việt Minh họ nổi dậy thì có ảnh hưởng gì đến gia À, phải đình rất của ảnh hưởng. vâng Thì kinh tế? năm cuối năm 46 đó, nhà tôi ở Thái Hà, thì khi mà nghe tin là Tây nó đánh đến gọi là Cống Trắng, tức là gọi là nhà thờ Nam Đồng, thì nhà tôi bắt đầu bỏ trại mà đi. Mấy hôm trước là chuẩn bị có mấy trăm con gà, con vịt, bò, dê cho lối xóm đến làm thịt ăn hết, rồi mấy cả ngàn chai rượu ở dưới hầm rượu nhà tôi là cũng đem ra cho họ uống hết. Mà tôi hồi nó mới có 9-10 tuổi thì cũng uống trộm rượu vang thì cũng say mất 2-3 ngày say sưa. Thế rồi bỏ về, bỏ ấp Thái Hà thì về quê, quê ở ngoài Bắc, người nào cũng có quê. Thì tôi về quê là làm Bối Khê, quận Thanh Oai, tỉnh Hà Đông thôi. Thì được một thời gian độ 1 năm sau thì ba tôi bị lính nhảy dù Pháp đó, lính Lê Dương nó nhảy xuống rồi nó bắn ba thì chết trong tận bàn tay của tôi. Hình như hồi nhỏ tôi có những kỷ niệm đau đớn như vậy. Vâng, xin ông có thể kể thêm về cái thời gian chiến tranh đó. Thời gian đó thì sau khi cha tôi chết đó, thì phải chạy chạy tản cư lên tiếp tận mặt ngược, là lên tận đi qua những cống thần, rồi đi dần dần rồi lại đi lên cái miền gọi là Chi Nê Tử Nê, là tít xa xôi miền Bắc, nước độc lắm. Thì lên tận đó, đến về sau đến năm độ 48 mới lại trở về về Hà Nội, gọi là hồi cư, là bỏ vùng tề, phải đi qua một cái vùng tề xong rồi mới về Hà Đông, xong mới về Hà Nội. Trong cái thời gian hồi chạy tản cư có gì vui không? Hay Nó thực là ra có vui thì gì không có, sợ? nhưng mà để cứ chạy. Vâng. Hồi đó tôi cũng chưa bao giờ học cái chiến thuật, gọi là cái cách thức chống chống bị máy bay bắn. Thì trong khi đang chạy thì máy bay Tây nó đi qua, nó thấy thấy có đông người là nó bắn. Thì tôi tìm đống rơm hoặc là tìm cái mộ người ta nó tròn tròn này, mình nấp đằng sau mộ. Khi nó bắn từ từ đông sang tây thì mình nấp bên này, thì nó quay lại nó bắn từ tây sang đông thì mình chạy sang kia mình nấp. Thì tự nhiên nghĩ ra cách nấp như vậy thì cũng chẳng ai bảo cả, Vâng. tại vì tôi là con út, nhưng mà các anh thì ở xa, có ông anh thì lại cũng ở trong quân đội, 2-3 người ở trong quân đội hết cả để mà chống tây. Dạ, thưa hồi đó thì gia đình có bao nhiêu người? Ông có bao nhiêu anh em ạ? Tôi là con và hai, và tôi Dạ. là một mình, Dạ. còn là mẹ già tôi tức là bà cả đó thì Dạ. có 7-8 người anh em. Dạ. Mẹ, vâng, tôi có 7-8 người anh em cùng Dạ cha vâng. khác mẹ. Thì cái thời gian mà 45 đó trong gia đình có ai đi theo để mà chống theo Gọi là kháng chiến. cái kháng chiến Thật để ra chống tôi Pháp? sau này tôi nghĩ là nếu mà hồi đó mà tôi lớn thì tôi cũng đi theo luôn. Vâng. Tại vì hồi đó cái lòng Yêu nước. yêu nước nó sùng sục. Vâng. Một ngày năm 1940, khoảng 46 đó, Vâng. ông anh tôi trước đó mấy năm vào Sài Gòn. Vâng. Ông nói là đi vào Sài Gòn, nhưng mà tôi có biết đâu là ông ấy là đi theo cách mạng. Ông bị tuyên truyền thì ông đi theo cách mạng. Vâng. Thì trước đó ở Hà Nội đó, thì ông Vâng. là trên lầu, lầu Dạ. 3, nhà Vâng. tôi ở phố Hồng Bông mà, thì ông ở lầu 3. Lầu 3 thì cùng phòng với ông nó lại có một ông nữa, mà nói ra chắc là bà biết, là một ông thì là ông bác sĩ Phúc, người đen đen. Rồi một người nữa là sau này là hình như tổng thư ký của Đảng Cộng sản Lào, ông tên là Cai Sọn, phỏm phỏm gì đâu, tên là Cai Sọn, tôi vẫn gọi là anh Cai Son đó. Thế thì ông anh tôi cũng năm 47, cũng thời gian ba tôi mất rồi, thì ông cũng trong khi đánh nhau với Tây đó, mỗi mình ông ở bên này sông, Tây nó bên kia, thì ông bị cũng bắn vào đầu chết, ba tôi cũng bị bắn vào đầu chết, Dạ. thành ra hai cái tang cùng một năm. Dạ, thế thì trong cái chiến tranh đó, trong cái thời gian năm 40, từ năm nào đến năm nào ạ? À đấy, thời gian từ 46 Vâng. đến năm tôi ở trong vùng của do Việt Minh. Việt Minh ấy, thì là Dạ. đến năm 48. Dạ vâng. Trong cái thời gian, trong cái chiến tranh đó thì gia đình của ông có bị bao nhiêu người bị mất Đấy, mát? có hai người Có đó, hai còn một người người bị mất nữa mát. lại là còn ông anh lớn nữa. Dạ. Ông ấy tên là ông Khiết, ông ấy tên biệt hiệu của ông trong quân đội, ông là Lam Sơn. Thì ông ấy đâu trung tá, đại tá gì đó. Thì ông ấy lại là agent technique, Vâng. tức là ngày xưa mình gọi là agent technique, về sau này gọi là kỹ sư. Thì ông ấy sau này năm 54 là ông trở về Hà Nội, và ông ấy
ông ấy chỉnh trang cái đường Cổ Ngư đó, gọi là đường thanh niên. Ngày xưa đường Cổ Ngư nó có một đường nhỏ, thì bây giờ sau này đó thì ông làm nó to ra gấp đôi. Thế rồi Hồ Bảy Mẫu nữa, ông chỉnh trang. Đến năm 1956 khi mà Cộng sản phát động cái tố khổ đó, thì ông ấy bị là ghép vào tội con địa chủ tư sản, thành ra bị đuổi khỏi quân đội. Đến năm 1993 khi tôi về Việt Nam thăm ông thì ông là một cựu đại tá nhưng mà ngồi bán nước trà và bán thuốc lá ở dưới cái lầu trên là cái lầu để ở đó. Họ nói là tuổi trẻ thì cứu nước mà về già thì bán nước. Bán nước này, thì ông được bán. Vâng, tức là như vậy trong cái thời gian trước năm 54 chắc hẳn là gia đình ông đã có những cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt thì mình sinh ra ba đó. Ba tôi là người thành công trong thương trường. Trường ông có ở nhà quê có khoảng hơn 100 cái ruộng, một ruộng. Còn ở Trà Ất Thái Hà là có khoảng 3 mẫu tây, tức là khoảng 12 acre đó. Cái trại là ngày xưa là mua lại của một người quan dưới quyền ông Hoàng Cao Khải. Ông Hoàng Cao Khải hồi đó ông ấy gọi là phó vương Bắc Hà đó. Thời Tây nó sang thì ông ấy theo Tây, xong rồi sau ông ấy thì ông ấy chung quanh trại gọi là ấp Thái Hà thì có cũng mấy chục cái trại, trang trại, thì mỗi trang trại là do một người quan ở. Thế về sau mấy ông ấy chết đó, thì con cháu mới bán đi. Thì cái trại nhà tôi thì cũng con bà vợ với lại hai người con trai bị chung quanh nó vào nó cướp bóc. Ban ngày nó đến nó thích cái gì nó lấy cái gì nó đi, thành sợ quá phải bán đi. Thì ba tôi mua được. Mua được thì là tôi lúc sống ở đó, lúc sống ở Hà Nội. Thế thì trang trại đó thì từ ngoài ấp Thái Hà vào đó thì thấy cái gò Đống Đa. Rồi trên có đền gọi là đền Trung Liệt. Rồi cạnh đó là huyện Hoàn Lăng. Thế đi vào nữa thì là nhà ông Hồ Đắc Điền, ông Hoàng Trọng Phu, tức là con Hoàng Cao Khải này. Rồi đến cái lăng của Hoàng Cao Khải, rồi cái trại của ông Lê Dư này, trại của ông Bùi Hy Tín này, trại bác sĩ Hoàng Cơ Bình, xong đến trại một hai trại nữa, rồi đến nhà tôi, cả nhà tôi là bác sĩ Dũng. Như vậy thì trong tất cả cái thời gian ở ngoài Bắc, những cái gì làm ông nhớ nhất, kỷ niệm nào làm ông nhớ nhất? Nhớ nhất là cái thời đẹp đẽ mình hồi còn bé thì thời gian đi rất là chậm. Thôi sau này tôi viết chuyện thì tôi nói thời gian hồi nó như là bò. Thế lúc mình lớn thanh niên mười mấy hai chục tuổi thì thời gian nó đi. Lúc hàng mấy ba chục tuổi thì nó chạy. Đến sau này tuổi bây giờ thì là nó bay. Cái này cái thời gian đó là thời gian nó bò thì thời gian rất cứ lâu cứ mong thoải mái mà không có biết suy nghĩ, không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng mà khi mà thấy từ ngày ba tôi chết đó, thì là tôi nuôi cái mối hận trong lòng rồi tôi ghét Tây ghê luôn. Lúc hồi cư về Hà Nội đó là tôi cứ tìm Tây tôi đánh. Biết vài miếng võ từ hồi học 5 tuổi đó thì cứ tìm Tây với Tây Lai là đánh. Như vậy thì trong cái thời gian ở ngoài Bắc thì những cái nơi ông sinh ra và lớn lên, còn ngoài ra thì ở những cái miền nào ở ngoài Bắc ạ? Đấy, ở trại ấp Thái Hà đấy, còn Hà Nội là 25 cái nhà. Chỉ có hai nơi đấy. Ba nơi. Trong quê ấp Thái Hà rồi Hà Nội. Nhưng mà cái số tôi là cái số không được hưởng gì cả. Đến năm 54 đi là 25 cái nhà thì biếu nó tịch thu hết. Thành ra tôi đi anh em chẳng chia nhau được bao nhiêu. Người nào giữ được nửa cái nhà hay một cái phòng thì giữ, còn không thì là bị nó chiếm hết. Cái phòng mà tôi nói chuyện là ông anh tôi tên là tự ở với ông Cây Sòn đó, phòng Vi Hàn, bây giờ tôi nhớ rằng phòng Vi Hàn. Thì năm 93 tôi về thì lại có một anh tướng với lại anh tướng công an thì nó ở trên lầu đó. Và cái phòng đó là năm 49 là tôi ở đến tận năm 54. Là cái phòng mà nó không cho tôi lên coi, tôi chỉ đứng ở cái lầu 2 tôi nhìn lên thôi. Thế thì đấy là một cái sự đau khổ, mình nhìn lại tất cả những cơ nghiệp của mình, của cha mẹ để lại thì không, mình không được hưởng tí gì cả. Mình về gọi là vô sản. Thế bây giờ ông có bao giờ trở về đó chưa? Có, lâu lâu tôi cũng về Hà Nội vài lần. Nhưng mà tôi không, thì mình không dám về cái trại của tôi. Tôi không muốn về, tại vì nghe nói cái trại bây giờ người ta cất cả mấy trăm căn nhà trong cái trại đó. Có thể là 500-700 cái. Tình cờ cậu em họ cậu mới đưa tôi đi tìm một đứa cháu họ, thì cậu bảo tôi hồi nhỏ tôi tên là Ân, anh Ân đây này, đây là trại nhà mình. Thì tôi nhắm mắt lại tôi không muốn nhìn,
và trời cũng sầm sầm tối, tôi bảo thôi đi về đi. Thành ra trong óc tôi đó, tôi không biết cái trại tôi nó biến như nào, biến dạng như nào, nhưng tôi vẫn cứ biết là nó, tôi trong óc tôi, trong lòng tôi là nó vẫn cứ như ngày xưa, nó là có mỗi căn nhà của nhà tôi, rồi chung quanh thì là cây cối rồi ao hồ vân vân. Khi như vậy là gia đình của ông là có đông như vậy, cũng như là có khả năng về tài chính như vậy, thì thời đó gia đình có những cái hội hè gì đặc biệt, hoặc là có những cái cách sống nào đặc biệt hơn không? Thì ba tôi có xe hơi, cứ 2 năm thì lại đổi một cái là xe Ford, chứ không phải xe Tây, xe của Mỹ. Tôi còn nhớ gọi là xe Ford màu đen. Ngày xưa hồi tôi nhỏ thì xe hơi của Tây hay của Mỹ cũng đều sơn đen, hoặc là lâu lâu mới có cái sơn trắng hay là blue marine, thế còn không không có màu đỏ màu xanh gì cả. Yeah. Thế thì cứ 2 năm ba tôi đổi một lần, và có tài xế, trại thì có người làm vườn, rồi có người nấu ăn, người lo cho tôi có một thân mình nhỏ nhất nhà, thì lại có một anh hơn tôi 10 tuổi chơi với tôi, coi như là trông nom tôi. À, nhưng mà ba tôi bắt tôi hồi đó 3-4 tuổi đã bắt phải quét nhà rồi. Thế ông có bảo rằng đến lúc tôi 10 tuổi đó, ba tôi sắp chết mà, ông hỏi con biết tại sao mà thầy bắt con, tôi gọi là thầy, bắt con phải quét nhà. Thì mợ tôi bảo, ôi nó đâu biết quét, tôi quét là tôi cứ vung bụi lên này, mà nhà cũng chẳng có bao nhiêu bụi, tuy nhiên là tôi không biết quét, nhưng mà cứ bắt phải quét. Thế mà anh một ngày sau, ba tôi bảo thầy bắt con làm nhiều chuyện, sau này bắt tôi làm nhiều chuyện, trước 10 tuổi mà biết nhiều chuyện lắm. Thì để cái mai mốt con có tiền con mượn để làm, thì biết mà trông coi họ không bịp được. Tôi thấy có lý. Sau này suốt cuộc đời tôi di cư vào trong Nam thì là tôi phải tự túc, và tôi biết nhiều thứ mà những người xây cất hay là làm việc cho mình khó mà có thể bịp mình, tại vì mình biết hết cả. Vâng, thì như vậy thì cái lý do nào mà gia đình mà có một cái gia sản như vậy, mà cái lý do nào thì lại đưa đẩy ông di cư vào Nam? Mẹ tôi là bà thứ hai, và còn một bà nữa là bà thứ ba, tên là mợ ba, thì coi cái sản nghiệp ở Hà Nội, nhưng bà lại không có con thì coi tôi như con luôn. Đến năm 54 đó thì hai bà mới bảo tôi đi cùng với lại, hồi đó tôi còn bé tôi không biết gì, tuy là gần 18 tuổi nhưng mà thực ra thanh niên ngày xưa 18 tuổi thì cũng không biết gì nhiều. Thì lại có cậu em của bà ba đó, em họ là kỹ sư công tránh, không có phương tiện để đi vào Nam, thì không được, thì mới bảo bà cụ tôi mới bà bảo đi, thế là cũng biết đi, tại vì nói là Việt Minh sắp vào Hà Nội, thế là đi vào Nam. Thì không có đem được theo tiền bạc gì cả. Vâng. Trong Nam thì cũng ít tiền lắm, thế nên mới lại bắt đầu lại cuộc sống ở trong Nam. Vâng. Bắt đầu từ con số zero. Vâng. Thế thì cái thời gian mà đi theo Việt Minh đó, làm sao mà thoát ra khỏi họ được? Thực ra thì có bà chị tôi, ba tôi thì có nhiều con lại ra ngoài bà mẹ già với lại má tôi, thì lại còn tôi còn bà chị với ông anh, tôi nói chuyện là ông là đại tá đó, thì ông là đẻ ở Huế, ông là mẹ ông là người Huế. Thế còn bà chị nữa thì đi chung với tôi rồi về Hà Nội luôn, thì tìm cách liên lạc được với mấy người quen ở cái vùng Tè đó, gọi là chú Ba Khuôn thì cũng quen ba của tôi từ hồi mấy các cụ còn trẻ tuổi, 20 mấy 30 tuổi, buôn bán với nhau quen thuộc ở gần phố Hàng Bông. Tôi ở phố Hàng Bông thì mấy ông ở cũng quanh quận đó thôi. Mấy chú Tư Mai, nhưng hồi đó thì gặp chú Ba Khuôn, chú mới chỉ cách cho đợi ở nhà chú vài ngày xong rồi vào Hà Đông. Cái lý do gì mà mình không muốn ở với họ nữa? Nếu mà thì tặng cư khổ quá, nhưng mà tiền bạc thì gần hết rồi. À. Đem đi được đâu được bao nhiêu. Mỗi lần chạy vòng vòng như vậy đâu có làm ăn gì được. Vâng. Các bà ngày xưa đâu có buôn bán gì thì vâng, sống, như vậy là nhà chồng hết cả. Vâng, như vậy thì cái phải thời về gian đó thì có bao giờ mà gia đình trong những người mà đi theo Hồ Chí Minh thì có được gặp ông Hồ Chí Minh không? Tôi chưa bao giờ gặp ông Hồ Chí Minh hồi đó, nhưng mà hồi nhỏ đó, hồi độ 8-9 tuổi, 1900 tôi nhớ là khoảng 46 đó, thì tôi ở Thái Hà mà, thì là như là một cứu quốc, mặc quần áo như hướng đạo đó, đeo cái khăn đỏ, thì gọi là như là cứu quốc.
cứu quốc, thì có một ngày được lệnh là mỗi người làm 2 sâu vỏ bưởi, đeo một người đó, vỏ bưởi cắt ra nhỏ nhỏ tròn tròn như đồng tiền đó. Xong rồi xuyên vào cái sợi dây rồi đeo ở cạnh sườn để chỉ biết ra thế thôi. Xong rồi lên nhà hát lớn, thì lúc mà ông Hồ Chí Minh ấy, đi ra bế trẻ con thì ngồi ngay gần cạnh tôi. Nhớ, tôi chưa vứt râu nhưng mà hồi mình nhỏ đâu có giáo. Mà cái hồi đó thì ông có nghe ở gia đình nói gì là cái phong trào của Hồ Chí Minh sau này là có cộng sản ở trong không? Không, đâu có biết được. Ông anh tôi cưỡi một ngày trước khi mà tản cư từ Hà Nội, từ ấp Tây Hà về quê đó, thì ông ấy phóng ngựa, ông cưỡi con ngựa về, ông ấy đưa cho ông ba tôi coi khẩu súng gọi là Bạc Họt. Bạc Họt là súng của tàu đó, có lẽ Bạc là 8 đó, tức là Bạc Họt, 8 viên đạn thì phải. Thì ba tôi có bắn thử, bây giờ ông ấy lôi tôi ra một chỗ bắn, nhìn ra huyện Hòa Long, thì ngày xưa đấy là treo cờ Tây. Cờ Tây là 3 màu, xanh, đỏ, trắng đó. Thì ông bảo từ nay nước mình độc lập rồi, ông chỉ cái cờ đỏ sao vàng. Thì tôi cũng không biết cờ đỏ sao vàng hay cờ Tây nữa, còn nhỏ, không biết gì cả. Nhưng mà trong lòng ông nói là nước mình độc lập, không có nô lệ nữa, thì mình thấy cũng thấy cảm động, thấy nước lòng. Bây giờ nói lại mình cũng thấy có cái cảm giác thấy nước lòng. Thế thì khi đi vào Nam thì khi mà gia đình di cư vào Nam á, thì những người ở lại có nghĩ rằng á, trong cái phong trào Việt Minh có cộng sản không? Cái chuyện đó thực ra khó mà biết được. Những người ở lại thì như mẹ già tôi đó, thì coi anh lớn mà là đại tá là tên là anh Khiết, thì thấy ông là trung tá đại tá gì đó. Mà khi mà năm 46 đi tản cư ra khỏi Hà Nội thì ông lại có 2 người Nhật, sĩ quan Nhật đại úy đeo gươm hộ vệ ông ấy. Thành ra thấy ông to quá, ông lại quen một ông bạn, ông tên là Tạ Đình Đề, là cận vệ của Hồ Chí Minh ấy. Thành ra chắc là ở nhà nghĩ rằng không sao. Vâng, nhưng không biết đâu là đến năm 56 thì nó phát động cái chiến dịch tố hộ, thì ông anh đại tá là bị đuổi ra khỏi quân đội, còn nhà cửa bị tịch thu gần hết. Ruộng ở nhà quê cũng tịch thu, còn trại ấp Tây Hà thì nó đốt, nghĩa là tan thành hết cả, thành chẳng còn gì cả. Về sau này thì ông có bao giờ tha thiết nghĩ là muốn được trở về những cái nơi quê hương kia mà sống không? Thực ra đó thì khi mà lớn lên ở Sài Gòn, 21 năm mình ở Sài Gòn rồi đi sang Mỹ năm 75, thì tôi trong tâm niệm của tôi luôn luôn là tôi nghĩ mình học võ như vậy để mà mai mốt mình biết được bao nhiêu thứ võ thì mình lại huấn luyện lại cho thanh niên. Đây là một cái cách thức để mà gọi là thay đổi con người, thì giữ mãi được cái sức khỏe để mình đem cái sự hiểu biết đó để ra ngoại quốc được bao nhiêu năm nữa, học hỏi thêm đem về để mà truyền lại cho các thanh niên trong nước. Dạ. Thì tôi muốn nói là khi vào Sài Gòn ạ, thì có bao giờ ước mơ được trở về Bắc nữa không? Sài Gòn thực ra thì tôi không có nghĩ là về được. Vâng. Tôi lại còn đổi tên nữa. Tôi đổi tên vẫn giữ họ nhưng đổi tên, đổi tuổi luôn nữa. Để coi như là cắt đứt cái sợi dây ở ngoài Bắc, không ai biết tôi ở trong Nam hay Bắc cái gì cả, coi như là biến mất rồi. Vâng. Thế thì thưa ông, cái hồi ngoài Bắc như vậy thì ông đã học đến lớp nào rồi nhỉ? Hồi đó tôi học lớp nó khoảng đệ tứ đệ tam nhỉ. Dạ. Học chương trình Pháp, tức dạ. là cắt rèm. Vâng. Thế đến trong thời gian tam đệ ngũ như vậy. Thì như vậy có thể là cuộc đời của ông nhiều cái đáng nói nhất và những cái ghi nhớ nhất trong đời là khoảng thời gian ở đâu? Ở Hà Nội nó có những cái mình nhớ về gia đình nhiều. Đến lúc mà về lập nghiệp thì nói thực ra là lập nghiệp ở trong Nam. Vâng. Tôi vào Sài Gòn là tôi vừa đi học rồi là tôi tiếp tục học võ. Rồi lại tôi học thêm tôi học võ Việt Nam từ võ cổ truyền đó, từ tôi là đời thứ 6. Bà nội tôi ngày xưa cũng hồi 17 tuổi là cưỡi ngựa theo ông chú là quan võ của ở ngoài Bắc ấy, là đóng ở một cái tỉnh nào tôi quên mất rồi, tôi không để ý, nhưng mà cưỡi ngựa đánh giặc Cờ Đen, tôi còn nhớ như vậy. Hồi tôi lớn, hơi lớn lên thì ông nhà ba tôi chỉ lên tường và đây này, những cái khiên giống như gọi là lá chắn, shield,
của cảnh sát đó, cầm tay nó to như thế này, có thể luồn người vào trong đó. Xong rồi tay thì cầm gươm thì lăn ở dưới đất, khi mà quân cờ đen nó cưỡi ngựa thì lăn ra chặt chân ngựa. Thì những người lính khác ở trong bụi rậm cầm cái câu liêm, tức là cái móc, móc giống như cái liềm mà nó sắc, móc móc cổ mấy người lính xuống, thế là giết ra. Thì đến bà nội tôi dạy cho ba tôi, ba tôi lại về sau lại đón cụ Cực Tốn, tức là cử nhân võ cuối cùng Việt Nam về. Thì tôi lại là hồi tôi 5 tuổi là tôi lại học trò trẻ nhất của cụ, là tôi học võ Việt Nam. Sau này đến năm 2 tôi lại học thêm judo ở Hà Nội, tức là phố Hàng Chống, trong cái võ đường nó nhìn ra Hồ Gươm đó. Thành ra đấy là những kỷ niệm đẹp ghê luôn. Vâng. Đến Sài Gòn, vào Sài Gòn thì tôi lại học thêm Aikido, Mizudo. Vâng. Không có thể kể sơ về cái cuộc sống ở Sài Gòn. Sài Gòn thì tôi vào Nam như vậy thì bắt đầu vào Nam thì ở đối diện với cái lăng Lê Văn Duyệt, nó có cái khu là khu công tránh. Tại vì ông cậu họ tôi là làm kỹ sư công tránh, thành ra được ở đó một thời gian. Xong rồi sau tìm mà móc nối được với bà con họ hàng ở đường Chi Lăng, cái khu gọi là Hãng Đồng, thì lại còn vào trong thấy có miếng đất thì xin cái ông trưởng nhỏ ở khu đó, thì ông lại cho miếng đất thì mình thì bỏ tiền ra làm cái nhà 2 tầng, nhà nhỏ, lập lá gọi là lá gì nhỉ, không phải lá gồi mà là cái cây đại khái như là cây rất đẹp ở trong Nam, thường thường là lá đó, lá không phải là cây gồi. Trong Nam là có cây là cây tự nhiên quên mất. Thế thì ở trong đó một thời gian rồi vừa đi học chữ vừa học võ. Vâng. Thế rồi dần dần đến năm 55 thì giáo sư Phạm Lợi ở Pháp về mới tôi mới gặp. Thì tôi học với ông một thời gian thì ông bảo em có muốn đi dạy võ không? Thì bây giờ ông là đang làm cho Bộ Thanh niên. Thì tôi và anh Nguyễn Chí Hiếu, sau này là Đại tá Hiếu với anh Nguyễn Đình Bảo, tức là cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo đó, người chết là gọi là người ở lại Charlie đó. Rồi anh nữa, anh Vượng, sau này là Đại tá Không Quân, bây giờ đang ở Houston, thì học chung với nhau. Thế rồi anh Hiếu, anh Bảo, Hiếu thì theo học loại dạy Trương Vương Gia Long, tôi thì dạy Prisky với anh Bảo. Vượng thì không có dạy. Đến thời gian nữa, hai cái ông Bảo, ông Hiếu lại rủ tôi đi Đà Lạt, ông đi khóa đôi 14 gì đó. Thì tôi bảo thôi, tôi gia cảnh của tôi là mẹ già bố chết, thì nhà tôi được hoãn dịch, thì tôi ở lại. Thế lúc giờ tôi mới lại kiêm nhiệm luôn dạy ở Trung Vương Gia Long đó. Thế thì một thời gian sau thì mới có một sự trục trặc gì giữa ông Hồng Lợi với lại ông Trần Chính Thành, với ông bộ trưởng, ông Trần Chính Thành là tổng giám đốc Thanh niên, thành ra trục trặc thì tôi mới thôi. Nhưng mà cũng là một kỷ niệm đẹp. Vâng. Với lại cái Gia Long Trung Vương với lại Prisky. Vâng. Thế thì cái thời gian đó là trong gia đình của ông có bị ảnh hưởng gì về cái vụ mà đảo chính của thời Diệm đó? Vâng, ông Diệm. Vâng. Thế thì cái chuyện này tính cách chính trị tôi cũng còn nhỏ. Thực ra mình hồi đó tôi 25 tuổi, năm 60 đó. Thì giáo sư Phạm Lợi, đây, tuy vậy mà vẫn coi như là ngây thơ lắm. Rồi giáo sư Phạm Lợi bảo em, ông ấy chở cái xe traction đen, ông chở vòng vòng đi lấy truyền đơn để ủng hộ ông Phan Quang Đán rồi ông Nguyễn Chính Thi vân vân. Thế thì tôi đi cùng với ông ấy đi lấy truyền đơn, sau ông lại bảo tôi em đi về bảo võ sinh vẽ mấy cái biển ngữ. Thế thì tôi về, tôi bảo một anh này, anh họa sĩ, anh học trò tôi, anh họa sĩ cho dạp Đông Nhì đấy. Dạp là anh vẽ được 7 cái biển ngữ, cái banner biển ngữ. Thì rồi ngày hôm sau là đi biểu tình trước Dinh Độc Lập đó. Thì tôi đem được cũng 30 mấy 40 họa sinh đi biểu tình. Nhưng mà đợi quá không thấy ông Phan Quang Đán, cũng không thấy ông Tránh Nguyễn Chính Thi, không thấy ai ra cả. Thì tôi mà không đem nước, cũng không đem đồ ăn, hát nước và đói, mà trời thì nắng, thì cứ quây quần ở chung quanh cái tượng ông Prisky. Thế tôi mới nói với giáo sư Hoàng Lợi, anh à, tôi gọi ông bằng anh, anh à, chắc là mình treo biển ngữ đi, chứ còn cứ đợi này không biết bao giờ các ông kia mới đến. Ông bảo ừ, làm. Thì tôi mới bắt đầu cắm mấy cái cành cột tre đó,
đưa Việt ngữ lên, tôi với anh một học trò tên là Đỗ Tâm, cao bằng tôi, thì có hai anh kia cao bằng học thứ 8, để tôi cho nó để cầm Việt ngữ nó dơ cao nữa, thì tôi đưa cho anh. Thế mà khi mà tôi dơ cái Việt ngữ lên á, thì cái Việt ngữ đề đã đảo chính sách gia đình chị Ngô Đình Diệm, thì có một anh nữa, tôi nhớ là anh ấy chụp cái hình lóe một cái, tôi nhìn ra hóa ra cái anh là người Tây Pháp Lai và anh ấy học judo cùng với tôi. Thì suốt năm đó, từ năm đó đến năm 63 là lo ngay ngáy không biết cái bức hình gì đó nó có được đưa cho công an hay không, thành ra 3 năm lo ngay ngáy, nhưng mà cũng là cái số may. Thì để nhân tiện tôi chỉ kể chuyện sơ qua, thì đi biểu tình xong rồi bị ở trong dinh bắn ra. Thế chung quanh dinh lúc bây giờ là có độ 5-7 cái xe tăng đó. Sau này tôi biết là tôi có ông anh họ là ông Đặng Đình Thụy, hồi đó ông là đại tá hay gì đó, ông ấy làm phó cho ông Trần Điểm Khiêm, ông đem xe tăng đâu từ Mỹ Tho về. Thì tôi nghe nói như vậy. Và trong khi đó thì ông Học Lợi bảo tôi rằng Nguyễn Chí Hiếu với lại Nguyễn Đình Bảo lúc giờ là đâu thiếu úy đang đánh vào dinh Độc Lập, chẳng hiểu có thật hay không, nhưng ông nói tôi như vậy. Thì là mấy người là nhảy dù mà. Thế tôi quay chung quanh xe tăng, mình ngây thơ, mình cứ tưởng xe tăng theo phe cách mạng, nhưng mà sau này nghĩ ra xe tăng nó chĩa súng ra ngoài chứ không phải chĩa súng vào dinh. Thế này chĩa ra ngoài thì tôi cũng nói chuyện với mấy người trong xe tăng vân vân. Một lát thì thấy trong dinh Độc Lập, tại vì tôi giơ cái biển ngữ lên đó, lúc mà chưa giơ biển ngữ thì tôi còn chạy vòng vòng nói chuyện với lại mấy lính tráng chung quanh dinh Độc Lập. Thì lúc mà tôi giơ biển ngữ lên rồi vượt qua luôn cái xe tăng đi vào trong, thì cái đoàn biểu tình đi vào thì như là ong vỗ tổ, hàng ngàn người, chục ngàn người theo cái biển ngữ. Tôi lại ngồi xuống, tôi cắm cái cờ cái đoàn hổ tướng của tôi hồi năm 56, đây là cái hình mà tôi được vô địch Việt Nam năm 56, là tôi được thăng lên đai đen và tôi lại là đội trưởng của cái đoàn nhu đạo hổ tướng, có cái cờ to tướng để đoàn nhu đạo hổ tướng. Tôi nằm xuống, tôi cắm cái cờ, thì lúc bây giờ vừa bạn ở trong bắn súng ra thì tôi phải bò, quên lá cờ đằng kia, bò chạy, nghĩa là bên cạnh mình thấy có nhiều người, người thì bể đầu, người thì thủng bụng, thủng lưng, chạy mà thì nhá, súng bắn vào lưng, đến lúc ra bụng nó to, năm 1960 tháng 11 đấy. Rồi kết quả là rồi sao? Kết quả thì là võ sinh tôi may quá không ai chết, nhưng mà võ sinh tôi làm được một chuyện mà tôi nói là thấy người nào bị thương là bế lên cho lên xe hơi, xe taxi, xe xích lô đạp, xích lô máy, cho lên xe ba gác, ai có gặp cái xe nào là cứ cho lên đưa họ đi vào. Và 63 thương. Thì ông có 63 thì lúc bây giờ tôi lại đang lúc bây giờ là tôi không có dính gì mà lúc giờ mình lớn rồi và lúc giờ dạy võ, đang dạy võ thì tự nhiên thấy cái buổi sáng hôm 63 thì tự nhiên thấy cái hình ông Ngô Đình Diệm gắn ở trên cái trường võ này, tự nhiên nó rớt xuống đất, nó làm như là cũng là một cái điểm. Thế thì tôi không có dính dáng gì cả, chỉ có năm 60 mình bị một lần rồi lo gần chết rồi, thì đâm ra đâu có dám dính vào những cái vụ sau này nữa. Lúc giờ mình lại có vợ con nữa rồi, thì nha lại có bổn phận khác. Ngày xưa là học sinh thì nó khác. Ông nghĩ gì về cái chiến cuộc ở Việt Nam? Chiến cuộc Việt Nam thì nó bà nói là muốn là nói tổng quát là từ năm 54 đến năm 75 đấy. Cái đó cũng là một cái nhận xét rất là phải tế nhị, nhưng mà thực ra mình đổ tội cho Mỹ cũng một phần thôi. Đấy là một cái chiến lược của Mỹ, nó sắp xếp với lại Nga Mỹ với Tàu. Tôi nhớ là tôi đọc một tài liệu là ông Kissinger, ông ghé tai Chu Ân Lai ở bên buổi họp năm 72 ở tại Bắc Kinh ấy, bảo rằng các anh cứ việc đánh, tôi không có dính đến như Việt Nam. Tôi nhớ là Kissinger nói câu đó. Còn thì mình vẫn cứ tin tưởng người Mỹ. Thì là năm 75 trước khi chạy một ngày đó, tôi hồi đó tôi ở trong quân đội rồi, thì tôi đang phục vụ tại trường quân y. Thì mỗi ngày tôi về thì có một cái ông thiếu tá đó, ông ấy lại thuê cái chỗ của tôi, cái võ đường của tôi nằm ở chỗ xa cảng xa lộ đó, nó giữa đường Hằng, ngã tư Hằng Xanh và cái cầu Phan Đình Giản đó. Thì ông thuê để ông để mấy con mấy
mấy con voi bằng sứ đó để ông ấy bán cho nó dễ. Thế là cái bàn thảo luận với ông ấy, ông bảo không, Mỹ nó không bỏ mình. Nó bỏ bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu người nó chết ở đây rồi, không thể nào nó bỏ mình đâu. À, ông cứ nghĩ như vậy. Trong khi đó thì ông Hoàng Cơ Lân, tôi gặp ông Hoàng Cơ Lân hôm ấy, tôi nói bây giờ đại tá, ông bảo ông Hoàng Cơ Lân trước đó với mấy ngày mà Bình ấy, tòa cho anh em nghỉ, tại tôi dạy taekwondo trong đó mà, và cho anh em nghỉ, bây giờ phải trực, phải gác, không được, bây giờ mệt quá rồi, thành ra thôi cho tạm nghỉ một thời gian, khi nào yên hàn thì mình lại dạy lại. Thế một ngày đó tôi mới nói, thấy tình hình là biến chuyển nhanh quá, mình mất nhanh quá. Vào đến hôm 23 Tây tôi đi ra ngoài Vũng Tàu đó để tìm đường đi, tìm đường đi, tôi nói với Hoàng Cơ Lân và đại tá cho tôi đi, tôi kiếm đường đi. Bảo toa cứ đi đi, ông cứ gọi tôi mau mau toa toa, toa cứ đi đi, xem thế nào cho mau biết. Thế tôi đi, thì tôi ra ngoài tôi gặp một anh bạn, anh là thiếu tá hải quân. Ông cứ nhìn tới nhìn lui, ông bảo không biết sao ở ngoài hải phận quốc tế đó có đến 7 cái tàu của Mỹ nó đậu ngoài hải phận quốc tế, không biết để nó làm cái gì. Thế tôi mới trở về thì đi qua chỗ Long Thành ấy, thì gặp mấy người bán hoa quả, bán thịt rừng, thì bảo đêm nay chúng tôi phải không được ở đây nữa, phải đi. Các ổng người Nam mà ổng nói là ngày mai họ sẽ đánh Long Thành đó, tức là ngày 24 gì đó, 25 gì đó pháo kích Long Thành. Thế thì tôi về nữa, trở lại anh Sài Gòn thì gặp mà vào thăm ông Phan Trọng Trinh, ông là huynh trưởng tướng đạo tôi, thì tôi vẫn cái anh em anh nghĩ sao? Ồ, chú cô chú đừng có nghĩ xa xôi gì cả, đừng có đội nó đục nước béo cò, nó anh còn ở đây thì cứ việc ở đây, đừng có đi đâu cả, nó mất tiền toi vô ích, đừng có tìm cách thì bỏ nước đi. Ông vẫn còn hy vọng là còn có thể kéo dài được cuộc chiến. Đã. Thế đến tôi trở vào cái tôi lại thuộc về cái lãnh lương ở trường Thủ Đức, quân số thuộc trường Thủ Đức, đến cái trường Thủ Đức ở Long Thành lãnh lương. Ôi thiếu úy ơi, ông bây giờ còn về đây làm gì, chúng tôi được gác đây thôi, còn bây giờ tất cả lại về lại Thủ Đức rồi. Đó, thì là lúc giờ trường Thủ Đức lại rút về trường Thủ Đức, trước kia đóng ở Long Thành là trở về Thủ Đức. Nhưng mà rồi cuối cùng á thì là có một thời gian của ông được ở trong quân đội. Vâng, tôi 8 năm, tôi đi khóa 168, sau khi Tết Mậu Thân xảy ra đó, thì là tôi đi nhập ngũ, khóa 168. Trực tiếp tham gia vào cái cuộc chiến, đã từng đóng ở những nơi nào? Tôi cái số, nó là cái số cái cả. Tôi cũng phục vụ ở trường Thủ Đức, rồi ra Vũng Tàu, trường Thiếu Sinh Quân 3 tháng, xong rồi đổi lên trường Chỉ huy Tham mưu Đà Lạt, tức là dạy các sĩ quan từ thiếu tá trở lên. Về sau lại trở về trường Thủ Đức, xong rồi lại đi về đổi sang trường quân y. Vâng. Chuyện đó nó cũng lằng nhằng nhiều chuyện lắm. Thế thì trong suốt cả mọi cái cuộc chiến của Việt Nam, gia đình họ hàng của ông có bị ảnh hưởng như thế nào không? Tôi thì cũng coi như may mắn, có hai cậu em, 4-5 cậu anh em, anh vợ và em vợ cũng ở trong quân đội cả. Nhưng mà may mắn người thì ở trong truyền tin, người thì theo Nguyễn Khoa Nam đánh ở sư đoàn 7, đứng cạnh Nguyễn Khoa Nam, lo về truyền tin cho ông Khoa Nam. Thế rồi người thì cũng về trường vũ thuật thể dục cùng dạy võ với tôi. Người thì ở Cần Thơ quân đội. Thế nhưng mà rồi cũng không ai bị mất mát gì cả. Chỉ có hai người sau này là chị Quan thì đi cải tạo, mất đi vào tù mất 5 năm. Ông thấy là trong hai cái chính thể như vậy, là ông ở Việt Nam, hai cái chính thể của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, ông nghĩ thế nào về hai chính thể? Có cái nào? Đấy là vấn đề mà mình sau này khi mà bạch hóa được nhiều vấn đề thì mình thấy thời ông Ngô Đình Diệm á, thì thực ra ông Tổng thống Diệm là một người gương mẫu, và ông nhưng mà cái mưu trí lại là ông Nhu, và ông Diệm thì lại có vẻ như là một người quan lại thời xưa, tại ngày xưa ông làm quan mà, thì ông đốc phủ sứ thì phải, ông làm quan, thành ra cái cách điều hành đất nước ông ấy nó có tính cách như gia đình. Ông ấy bị ảnh hưởng rất lớn của ông Ngô Đình Thục, là quyền huynh thế phụ. Ông Ngô Đình Thục, ông cha bố ông Ngô Đình Diệm, ông Thục chết rồi, ông Ngô Đình Khả nhỉ,
và ông anh là Ngô Đình Khôi bị Việt Minh giết năm 45 gì đó. Thì bây giờ ông Ngô Đình Thục là coi như là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà mình ấy, cái người miền Việt Nam mình ấy, di cư vào Nam rồi thì sống trong Nam, nhưng mà vẫn còn một cái đầu óc là nghĩa là thích chạy trọt. Thì tôi nghe nói, tôi chưa bao giờ biết cái chuyện, nhưng mà tôi nghe nói thì là cái chuyện gì các quan lớn muốn làm tỉnh trưởng, muốn làm thị trưởng, muốn gì hay là muốn thăng lon thì là phải đi qua ông Ngô Đình Thục hết. Tức là nghe nói thôi. Nghe nói. À, nhưng mà tôi đọc tài liệu sau này thì tôi thấy nó cũng đại khái là cũng đúng một phần. Đó, đấy là một cái chuyện. Thế còn giữa hai cái chính thể đệ nhất và chính thể lãi di dân, cái chính thể đệ nhất nào cho người ta cuộc sống thanh bình nhất. Đệ nhất đó, thì đến cuối đời, đến cuối 63 đó, thì mới Việt Cộng mới test, nó thử một trận oánh vào đâu nhỉ, thì nó thử một trận thôi. Nhưng mà sau khi ông Diệm chết thì cái ấp chiến lược bị tan tành. Thì cái ấp chiến lược cũng là cái hay, rất là hay, thì cái nó bị coi như hủy bỏ. Thì Việt Cộng người ta lợi dụng thời cơ đó, người ta bành trướng hơn. Cái thời trước là coi như là lùi để tiến, lùi một bước để tiến ba bước. Đến khi mà ông Diệm chết rồi thì là bắt đầu họ tiến, bắt đầu là đánh. Thì miền Nam mình thì tôi cứ nghĩ là thế này, những cái bài xã thuyết gọi là trừ Việt Cộng đó, thì ông tướng chỉ trong tá, ông tá chỉ trong quý, quý trại chỉ trong sĩ, trung sĩ, thượng sĩ thì làm. Thành ra hồi đó ngay từ trước 75 tôi cứ bảo chửi cứ như là hàng tôm hàng cá, chửi Việt Cộng cái kiểu đó là chửi không được. Phải nó có kế hoạch, phải chửi cho nó văn hóa, người chửi cứ như là chửi ngoài chợ, cái chuyện là chuyện thật. Nhưng mà à, đó là cái vấn đề gì? Đấy là vấn đề về chính trị của mình. Đó. Còn mà... tôi ở trong quân đội đó, thì nghĩa là mỗi tuần đó, ở trong trường Thủ Đức, tôi là phụ trường phẫu thuật thể dục quân sự thì nằm trong trường Thủ Đức, trường sĩ quan Thủ Đức. Thì tôi hồi Đà Lạt thì tôi cũng quen ở bên trường chính chính trị, trường thì tôi thấy các sĩ quan chính trị của mình có lẽ là cũng muốn dập khuôn như ở ngoài Bắc, cũng là trong quân đội phải có sĩ quan chính trị. Nhưng mà sĩ quan chính trị đó tôi thấy là để tổ chức hát hỏng vui vẻ, ăn uống nọ kia thôi, chứ không phải là chính trị như là ngoài Bắc. Ngoài Bắc nó là nó đi học chính trị đàng hoàng, cái đó là mình thua nó ở chỗ đó. Vâng, tôi cho tôi xin hỏi lại là tức là ông đã sống ở trong Nam từ năm 1954 đến năm 75. Vâng. Và đã sống dưới hai cái chính thể đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Vâng. Thì theo như ông nhận xét á, thì ông thấy cái thời gian nào mà cho người ta cái cuộc sống có vẻ thanh bình thoải mái? Thực ra thì là thời gian ông nhận từ năm 54 đến năm 63. Vâng. Thực ra nó là sau đó đó thì cái cuộc sống của người ta là bị ảnh hưởng như thế nào? Đây nói một cái ví dụ, tôi có một người bạn học, anh ấy rất là ghét những vụ hối lộ, ghét lắm. Hồi học sinh với nhau mà, học đại gì để rất với nhau. Sau này đến năm 74 anh gặp tôi, anh đến thăm tôi, anh bảo anh đi bây giờ anh học hành chánh, quốc gia hành chánh, thì anh bảo bây giờ nó muốn làm quận trưởng ở trên quận 5 á thì phải mất bao nhiêu triệu này, muốn làm thành trưởng đây ông biết giá hết cả. Thế thì ông ấy cũng có vẻ nản lắm, nhưng mà ông ấy bị rơi vào cái guồng máy đó rồi. Thành ra ông đại khái là nghĩa là muốn làm thị trưởng thì phải bao nhiêu tiền thị trưởng, gia đình thì bao nhiêu, chợ lớn thì bao nhiêu. Tại vì trong chợ lớn tàu nó thích hối lộ nhiều hơn là gia đình, nhưng mà gia đình lại vẫn còn ngon hơn là các tỉnh khác. Tỉnh Đà Lạt thì bao nhiêu, tỉnh Tuyên Đức bao nhiêu, vân vân. Tỉnh Bắc Ninh thuật xa xôi thì được bao nhiêu. Thế thì sau này tôi nghe nói là cái thường thường đến các bà tỉnh trưởng lại đi vòng, không phải ông tỉnh trưởng là bà tỉnh trưởng đi thu tiền ở các quận. Đó. Dạ vâng. Thành ra vấn đề tham nhũng cũng là một cái vấn đề mà làm cho mình mất nước nhanh. Trong khi đó ở ngoài Bắc thì không có tiền, nghèo, thành ra không có ăn làm sao mà tham nhũng được. Thành ra có vẻ cái bộ mặt ở ngoài Bắc đó là đẹp đẽ, đấy là vì dân vì nước, vì nhân dân quên mình. Còn trong Nam thì là tham nhũng. Thứ nhì nữa là Mỹ nó còn vạch ra thêm nữa một vài cái tham nhũng buôn lậu thuốc phiện của ông tướng Quang chẳng hạn, vân vân, thì ai cũng biết như vậy.
Thế rồi dân quê ấy, thì là bị tuyên truyền. Người Mỹ thì đổ quân vào Việt Nam, ông Diệm là không muốn cho Mỹ vào Việt Nam. Tại vì nếu Mỹ vào Việt Nam thì cái chính nghĩa của Việt Nam là mất đi. Nhưng mà sau khi Mỹ tìm cách giết Tổng thống Diệm thì cái miền Nam lại thay đổi. Và người Mỹ đó, không có nghiên cứu về Việt Nam nhiều, tưởng rằng sức mạnh quân sự có thể chấm dứt được, làm cho chiến tranh chấm dứt. Nhưng mà thực ra về sau Mỹ nó lại cứ đánh dai dẳng. Đúng, người đàn em, ông nó là trung úy, ông bảo ông đóng ở chỗ miếu Ba Cô, đường Đà Lạt, thì tôi nói thật ra tôi hay nhảy dù từ Đà Lạt về Sài Gòn. Tôi ra ngoài, anh à, em nọ có ông đại úy Mỹ nó quen em, nó chở em bằng trực thăng, nó bay xuống nó chở em, trong đó lại có một thằng đại úy Việt Cộng nữa, thì nó đưa cái thằng Việt Cộng về cái vùng là an toàn, vùng dưỡng quân của Việt Cộng, Mỹ nó không đụng đến. Thì cho tôi đại khái là như vậy. Cho phép tôi hỏi là như thế này, là nếu mà bên đấy ông có nhắc là về cái vấn đề chính trị thì ở ngoài Bắc nó giữ được cái bộ mặt đẹp hơn là vì cho rằng là vì họ yêu nước, nhưng mà thật sự thì ông có nghĩ đó là một cái điều mà nhân dân họ tình nguyện làm cái chuyện đó hay không? Cái chuyện đó thực ra thì bây giờ ai cũng biết cả rồi. Ngay khi mà tôi ra Bắc sau này năm 93 về thì cái người ngoài Bắc nói chuyện khác. Nhưng mà để tôi nói cho bà nghe về cái vụ này là năm 64 đó, tôi có dịp tôi sang bên Nhật, tôi đi đấu judo Thế vận hội năm 64. Thì buổi sáng ông chủ tịch là ông Thái Phúc Thuận hồi đó, Binh ra đây coi này, coi tivi thì nó chiếu miền Nam. Korea Bet Nam Jin Des, tức là nói người Việt Nam ở miền Nam, nói tiếng Nhật đó. Thì nó hồi đó có lẽ là miền Nam không biết tuyên truyền thành nhà tụi Nhật hay là hối lộ cho tiền nó, thành nhà nó quay phim cái cảnh miền Nam mình học sinh đi học như thế nào, học sinh mặc cái áo may ô hoặc là cởi trần hoặc là mặc cái áo sơ mi bỏ không cài khuy đi cái mặc cái quần xà lỏng đi thế này, có lẽ nó quay từ trước nữa, đi học cái trường Bồ Đề, đứng cạnh đúng giác, ăn bánh cuốn, thì cầm cái bánh cuốn lên, bên này có mấy chục con ruồi, con nhặng, và bên này thì học sinh ăn, bên kia thì ruồi nhặng nó cũng ăn chung luôn. Đấy, nó quay cái cảnh, cái sinh hoạt của miền Nam mình như vậy. Xong rồi lại sinh hoạt nữa là nó quay một người đàn bà thượng, không mặc áo, mặc cái xà rong, xong rồi đang bế con, du con, mà cứ biết là du bản giếng, ơi du con kiểu du con miền Bắc mình á, thì nói đây là người đàn bà Việt Nam. Xong rồi đến đây là Bắc Việt Nam thì thấy cái bà ký giả người Nhật đi vào gặp ông Hồ Chí Minh, bắt tay ông Hồ Chí Minh, đưa thuốc lá ra mời ngồi, xong rồi quay cái chỗ khác là ở cái đường Hà Nội có một đường gọi là phố Tây ngày xưa, đường đi vào cái nhà hát thành phố đó. Thì nó đi vào đó thì quay cái phim là đàn bà ngoài Bắc mặc đeo súng rồi mặc quần áo bó chân bó tay này, xong đang trèo lên và chuẩn bị để bắn máy bay đi. Ông có thấy dạ, như vậy thì họ cái mục đích của họ làm như thế để vấn đề đấy là lẽ nhiên tuyên truyền rồi mà tôi á, tôi ngay từ năm 54 tôi đã hơi bất mãn, tôi nói chuyện với anh em là thế này. Hồi đó ông Nguyễn Văn Kiểu là đại sứ Việt Nam ở đâu để tôi nghĩ, hồi đó ông làm trưởng cái đoàn đi, xong đến thăm ông đại sứ Việt Nam ở bên Nhật ở Tokyo, nó gọi là Shibaku, là cái khu vùng Shibaku. Đoàn đại sứ Việt Nam mình ấy, ở trong hẻm đi ngoằn vào trong hẻm, trong khi đó ngoài Bắc không có tiền phải không? Nhưng tòa đại sứ ở ngoài mặt tiền ở ngoài đường lớn. Tôi thấy tòa đại sứ Trung Cộng ấy, nó có cả một cái block đường dài khoảng mấy trăm feet đó, treo cờ và hình Mao Trạch Đông các thứ đầy, nó tuyên truyền ghê lắm. Tức là tại Hồng Kông, tại bên Nhật, bây giờ bên Hồng Kông cũng vậy, đi đâu cũng thấy những cái nước trung lập thì đều thấy như vậy. Bên Nhật vậy, tòa đại sứ của cộng sản là toàn to lớn vĩ đại lắm, thì vấn đề tuyên truyền trong Nam mình không biết tuyên truyền của mình giờ quá. Vâng, thưa ông, thế thì bây giờ nói chung là cái vấn đề mà chiến tranh
Thì ông nghĩ gì khi mà người Mỹ họ tham gia vào cái chiến tranh sau này ở bên Việt Nam? Đấy là cái đường lối của Mỹ, đường lối của Tổng thống Mỹ. Sau này mình sang đây được 36 năm thì mình thấy rằng Tổng thống Mỹ thật ra là cũng không có quyền gì cả. Mấy cái anh tài phiệt đó, anh tài phiệt là ai? Là người Do Thái đó, nó rực rỡ hết cả. Vâng, thưa ông, đấy là cái bóng tối, đứng đằng sau bóng tối là những người đó nó rực rỡ. Thưa ông có nghĩ là như vậy thì cái nguyên nhân mà mình bị Cộng sản nó vào Việt Nam, nó lấy được cái phần của Việt Nam là cái gì? Thì đấy, ông Nixon hứa với ông Nguyễn Văn Thiệu biên thơ để hứa rằng tôi sẽ cho bỏ bom, nhưng ông lại bị cái Watergate, ông mất quyền. Thế rồi đến lúc Kissinger, trong khi nó cứ đi đằng sau, nó nói chuyện dưới bàn không à, under table agreement, nó mới chu văn lai rồi mới lại Mao Trạch Đông vân vân về cái chiến tranh Việt Nam, thì nó sẽ phải đưa đến cái chuyện là mình phải mất nước, cái chuyện đó là bắt buộc rồi. Đấy là bây giờ tất cả bạch hóa cả rồi, mình biết đấy là do cái kế hoạch. Vì Mỹ, mà Mỹ là ai? Là bị Do Thái giật dây. Do Thái cần phải Mỹ support, nước Do Thái, để chống lại cái khối Ả Rập ở Trung Đông. Thì Mỹ là ai đó? Do là Kissinger liên lạc, Kissinger liên lạc với Nga Xô, với Tàu, bảo bây giờ anh để yên Do Thái đi, tôi cho anh Việt Nam. Đấy là sự trao đổi rõ ràng. Thưa ông, như vậy ông nghĩ là lý do gì mà Mỹ sang Việt Nam? Mỹ sang Việt Nam thì đấy là cũng là vấn đề balance, vấn đề quân bình. Tại Nga Xô Tàu nó đang mạnh, thì Mỹ muốn sang Việt Nam coi như là để chặn cái làn sóng đỏ về tiến về miền Nam và Đông Nam Á. Nhưng mà Mỹ thì cũng không biết Việt Nam là cái gì cả, chẳng hiểu người Việt Nam ra sao. Tưởng Việt Nam là giống như người Mễ đó, đánh một trận là chạy thôi hết. Nhưng mà Việt Nam mình, người Bắc hay Việt Nam cũng là người Việt Nam, có cái đầu óc khác. Mình là cả ngàn năm chống ngoại xâm, thành ra cái tinh thần nó khác. Vậy thì theo ông nghĩ tinh thần của quân đội miền Nam Việt Nam ra sao? Theo tôi, nếu để thêm vài năm nữa, năm 75 mà mình không mất, độ năm 2-3 năm nữa, các sĩ quan trẻ ở Đà Lạt đó, được đào tạo, rồi Thủ Đức được đào tạo với học vấn cao. Ngày xưa đó, đi sĩ quan chưa có bằng tú tài, chỉ có giấy chứng nhận trung học là đi sĩ quan, rồi sau này cậu cũng lên tá lên tướng hay cả. Thì cái đầu óc của công khác, ông nhìn vấn đề nó khác. Một người có học thức nhìn cái vấn đề nó khác, cùng một sự việc nhưng mà hai người nhìn khác nhau. Và cái lòng yêu nước của những cái sĩ quan trẻ sau này nó khác. Như anh Nguyễn Đình Bảo nhỉ, khác, tử thủ đến chết. Vâng, như vậy thì ông thấy là tinh thần, theo ông nhận thấy và ông cũng đã từng tham gia vào cái chiến cuộc của Việt Nam, ông thấy cái tinh thần của binh sĩ miền Nam Việt Nam như thế nào? Khó mà có thể kết luận, nhưng mà cũng có một số như Nguyễn Khoa Nam chẳng hạn, có những người rất là hăng hái. Tôi có người đàn em thì khóa 16 Đà Lạt, anh hăng lắm nhưng mà thủ khoa. Vâng. Nhưng mà ra trận cái là bị tiêu luôn. Vâng. Và theo như ông vừa nói á, là nếu mà đợi thêm nữa đó, là những cái sĩ quan trẻ có khả năng mà ra tham gia vào việc nước, thì nước Việt Nam mình có bị mất không? Dưới tay Cộng sản không? Vấn đề là vấn đề mình quá ỷ lại vào Mỹ. Thành ra mình là nằm trong tay nó rồi. Nó cho mình cái này thì mình được, nó cho thêm súng ống thì mình được. Bây giờ nó không cho, nó khóa miệng mình, khóa tay chân mình, chịu chết. Nghe không? Vấn đề là vấn đề cái hay của người lãnh đạo. Giả thử ông Nguyễn Văn Thiệu mà hay như ông Park Chung Hee. Park Chung Hee Nam Hàn ấy. Ông nước Nam Hàn với nước Việt Nam mình nó cũng có cái tình trạng nó hơi giống nhau. Nhưng mà người Nam Hàn nó giỏi. Nó lấy cái chiến tranh Việt Nam để nó làm giàu, rồi lấy cái tiền nó lại tìm cách nó lobby dân biểu vị sĩ Mỹ. Thành ra dân biểu vị sĩ Mỹ nó phải ủng hộ Nam Hàn, thì Nam Hàn vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Vâng. Còn mình ấy, không có ai biết làm cái chuyện đó cả. Ông Nguyễn Chiến Hưng ấy, sau này gần mất nước ông mới chạy sang ông xin được bao nhiêu tiền, được không được đồng nào cả. Vâng. Xui một cái là hồi đó cái ông đấy thuộc Mỹ. Vâng. Cái ông vua Ả Rập, ông định cho Việt Nam vay bao nhiêu tỷ đô la thì nó tự quên rồi. Nhưng mà Mỹ lại thả thằng cháu ông vua Ả Rập đang ở trong tù vì bệnh thần kinh, thả về cho riêng. Vâng.
bắn ông, bắt ông chú thì ông bác chết luôn, thành ra mình là cái xuôi. Vậy thì thưa ông, trong cái thời gian ở Việt Nam, ông đã miền Bắc thì có cái tuổi thơ như thế, và trong miền Nam thì cái cuộc sống gia đình như thế nào? À vâng, tôi vào Nam như bà biết là tôi ngắn gọn là tôi là sinh trưởng trong gia đình võ thuật, vừa văn vừa võ, vừa học chữ vừa học võ. Thế thì hồi nhỏ là tôi học võ để mà học, không biết rằng sau này mình làm cái gì, nhưng mà bảo học là phải học, rồi thích học nữa, cũng thích học. Thì múa võ từ năm lên 5 tuổi, nhưng lớn lên tự nhiên là cái số mạng nó đưa đẩy, mà nói là không tin tử vi không đúng. Sau này tôi xem cái số tử vi tôi là đúng, là cái nghề dạy võ là nghề của tôi, làm cái gì khác. Tôi là võ nhưng mà không phải võ đánh trận, vì vậy tôi nhập ngũ 8 năm mà không có bị đi ra trận. Đấy là cái số đó, như vậy đi huấn luyện không à. Nếu mà không phải vì chiến tranh thì ông có nghĩ rằng thì là ông muốn bỏ nước ra đi không? Nói thực ra ở Việt Nam tôi nói và nghe là tôi năm 75 tôi đi là trong vòng 8-9 năm liền, từ năm 60 mấy đến năm 75 là tôi lúc nào tôi có 2-3 cái xe hơi, có lần tôi 4 cái xe hơi đều. Thì ở Việt Nam có 1 cái xe hơi, coi như ở Mỹ này có cái trực thăng này, đúng không? Mà tôi có 4 xe hơi. Cuộc sống tôi ở Việt Nam tôi sung sướng hơn nhiều. Tôi có 2.000 võ sinh, 2.000 người, mỗi ngày 2.000 người học. Thế rồi tôi có người làm, trông con cái, người làm đưa con đi học, cũng là người tài xế đưa con đi học. Vâng. Rồi làm vườn, biết các thứ. Thành ra thực ra tôi đâu có muốn bỏ nước ra đi. Vâng, cái lý tình do hạn, gì mà ông phải bỏ nước ra? Nếu không đi thì có lẽ tôi chết từ lâu rồi chứ. Lý do gì? Lý do vấn đề, lẽ nhiên là vấn đề là chiến tranh mà. Mình ở lại là mình, tôi nghĩ là không sống nổi. Tại sao? Thì mà biết, những người, hai người, anh vợ và em vợ tôi ở lại là bị cải tạo. Đó. Mà mấy người đó cải tạo nhẹ, còn tôi là nặng lắm. Tại vì khi mà tôi năm 75 đi một cái thì 2-3 ngày sau có người đến tịch thu mấy xe hơi mà bảo thằng Binh, nói bà cụ thứ ba, tức là mở ba tôi lại ở lại coi nhà, bảo thằng Binh nó ra nó trình diện đi thì nhân dân sẽ khoan hồng. Thì mà tôi này tôi biết là tôi nói thực ra tôi vướng lắm ở trong trại nhà binh, trong suốt 8 năm ở trong nhà binh tôi cũng nhiều lúc cũng hơi gằn, tôi cãi nhau với ông ba sao là thường cãi nhau. Tôi nghĩa là bất đồng ý kiến là tôi nói rằng chứ có ai mà đứng thằng thiếu úy mà đứng trước ông ba sao mà dám nói khẳng khái nói, tôi chẳng phải tôi nể tôi dựa vào thế ai cả, nhưng mà tính tôi nó như vậy. Dạ, nhưng mà ông rời khỏi Việt Nam vào ngày 29, 5 giờ chiều ngày 29 tháng thứ tư, tháng tư. Tôi vào tôi duy nhất, đó là số may mắn cả. Tôi vào tôi duy nhất là ở trong đó 4 ngày 5 đêm đợi. Có giấy đi rồi lại bị xé. Ôi giời, cái chuyện nó ghê gớm. Bị xé đi rồi lại vẫn ở lại. Ai cho đi? Người Mỹ. Tôi lên xếp hàng lên rồi tôi làm thông ngôn, rồi tôi có anh bạn thế này, anh bạn đến, anh bác sĩ Tín. Dạ. Bảo tôi ngày toa mà có bà chị ở Mỹ về. Dạ. Thế tôi bảo đâu rồi, cho tên tôi vào đi, nhưng bà ấy từ chối. Bà ấy bảo làm hết là đánh máy rồi, bà ấy bảo không được, nhà bà ấy bé tí mà làm sao mà bảo lãnh được 30-40 người như thế này. Dạ. Cả gia đình bà ấy ở Việt Nam thì lẫn cộng gia đình tôi nhiều quá. Thì ngày sáng hôm sau đáng lẽ là đi đó, thì anh lại đưa tôi tới đấy. Thôi mày tao với tôi, tao đi thế này, thôi tao đưa cho mày cái giấy này, có người sponsor bảo lãnh sẵn rồi nó ký. Thế là cho đi, anh đi bằng phương tiện là trực thăng. Tôi vào trực thăng, nhưng mà chưa vào tân nhất. Dạ. Vào tân nhất tôi mới đem tờ giấy vào, rồi tôi đưa cho cái người Mỹ, anh Trung tá Mỹ đó. Dạ. cái đứng ở cửa, tôi bảo tôi có tên trong cái sách võ này. Dạ. Đây này, hình tôi đây này. Dạ. Tôi ở lại thì tôi không sống được, vợ con tôi sẽ mất tôi. Dạ. Thế là ông cho vào. Dạ. Và nhưng bây giờ đến lượt tôi là phải đi tìm cách để mà ra đi. Dạ. Thì cái giấy đó làm thì về sau nó bị hư, nó hỏng, thành ra về sau nó là nhầm, nhưng mà về sau cuối cùng là may mắn là đi được. Cho đi từ trực thăng đến đâu? Trực thăng đi ra hạm đội 7. À, từ hạm đội 7 họ lại đưa lên xuống một cái tàu, chuyển sang cái tàu Pioneer, tức là cái tàu dân sự, tàu buôn bán ở trong 5.000 người. À, đợi nó phải đêm. À, cứ ở trên tàu đợi để vớt thêm người. À, từ ngoài vũng tàu đó vớt. À, nó xong rồi mới sang qua. À, như đó. Vậy thì là trong cái thời gian đi có gì gọi là nguy hiểm không hay là khổ không? Thực ra nguy hiểm thì không nguy hiểm, nhưng mà khổ thì nó thực ra mình
cũng còn sung sướng hơn nhiều người. Ở đó thì ăn uống đâu có được như ở nhà. Ăn uống thì ăn uống thiếu thốn. Khi mà rời khỏi Việt Nam thì cái ông nghĩ gì? Tự nhiên tôi hai vợ chồng đã đưa bà cụ đã tôi với lại năm đứa con đi cứ như là đi chơi, tôi chẳng tiếc gì cả. Vâng. Đi bỏ đi. Vâng. Tính cái này, tính là đi sang Mỹ, đi tạm thời đi vài tháng rồi 5-7 tháng sau lại trở về khi mình yên hàn. Tính là tính như vậy thầy nhé. À, bảo người nhà bảo đi ra Vũng Tàu chơi nhưng mà thực ra là đi. Thế rồi sang đến Guam, ông ở trong Guam bao lâu hả? Tôi qua ở Guam cũng đến cũng đến 2-3 tuần. Vâng. Rồi từ đó rồi sang đến Fort Chaffee cũng ở vào khoảng 1 tháng. Ngày 20 tháng 5 thì sang Fort Chaffee ở đến 20 tháng 6. Tháng 6 mới. Nhưng cũng là cái số may là ở bên Guam tôi lại gặp một cái bà Mỹ đó, bà ấy ở Houston và bà ấy là một triệu phú. Thì bà ấy đi, bà ấy làm volunteer thiện nguyện ở cái gọi là Red Cross. Chữ thập đỏ đó. Thì tình cờ bà ấy đi tìm một cái cậu nhỏ nó bà ấy sponsor. Nhưng mà tìm không thấy, nó đi mất rồi. Đến thì bảo hỏi thăm đi, nó đi mất rồi. Thế thì tôi mới lại nói chuyện với bà, tôi mới đưa coi hình ảnh của tôi ở Việt Nam hoạt động sao mà. Thì ông không muốn dạy võ, chúng tôi đang muốn học võ mà. Thế thì tôi sẵn sàng, thế thì đi về Houston đi, tôi mới về Houston. À, tức là ai bảo trợ? Thì cái bà tên là bà Diane Davis, bà bảo trợ về Houston. Khi sang Mỹ đó là ông sang vào thời điểm nào, năm tháng? Ngày 20 tháng 6. Vâng. Năm 75. Vâng. Rồi từ đó thì định cư ở đây? Ở Houston luôn. Vâng, nhưng mà cũng vất vả lắm. Vâng. À, người ta đó đi theo cái USCC đó, bảo lãnh, người bảo trợ đó, thì mỗi người được 500. Gia đình như tôi là 8 người là được 5-8-40 là 4.000. Nhưng mà tôi đi theo anh này là anh khác, anh đạo khác. Nó cho tôi, gia đình tôi mỗi người 5 đồng, tôi được 10 đồng. Tức là 8 đồng, 45 đồng, chủ gia đình được 10 đồng. Tại nó bảo cuộc sống ở đây thì ban đầu nó có gì trở ngại? À, có cũng va chạm chút xíu là thế này. Đến nhà bà sponsor bà ấy ở nhà là nhà tỷ phú mà. Nhà của bà ấy đường San Felipe, nó gần đường Reverse, quanh quận đó. Thành ra đến thấy nhà to lớn quá. Mình thì ăn cái kiểu Việt Nam đó. Bà ấy mua cho 6 cái miếng bít steak. Steak mà lại gọi là jamel là order. Bà ấy đến chỉ việc ngồi trong xe là đem steak ra đó. Chỗ đắt lắm, mình không biết. Thế nhưng mà bà ấy mua cho, mà ngày nào bà ấy cũng đến bà ấy coi. Mỗi ngày mất có một miếng, bà bảo sao lâu quá, lâu thế. Cả gia đình 8 người ăn, mỗi ngày có một steak thôi. Thì vì Việt Nam mình ăn như vậy thôi, đâu có ăn mỗi nửa miếng đâu. Ngày mai bà ấy tính mua nữa, thì bà lại thấy còn 7 miếng, còn 6 miếng, còn 5 miếng. Bà cứ bảo tại sao không ăn nhiều nhiều đi. Đó, thế rồi ở đó được độ 2 tuần lễ thì bà ấy thuê nhà cho ở, cũng ở Houston. Cũng ở được 2-3 tháng thì lại bắt đầu thì tôi ra ngoài là tôi dạy võ. Tôi gắn mấy cái bảng chung quanh mấy cây đó, dán tức là có võ sinh, cũng 2-3 chục võ sinh dạy ở trong cái phòng gọi là living room đó. Dán hết bàn ghế để dạy thế về sau lại thuê nhà ở chỗ khác ở đường West Alabama, như là đường Shepherd đó. Thì nó có cái sân to hơn, dạy trong nhà, dạy người sân. Thế sau lại có người học trò, anh là thủy quân lục chiến Mỹ nhưng mà anh lại biết tiếng Việt Nam. Anh ấy, khi mà tôi sang Mỹ thì anh ấy lại cũng đến làm quen, anh hỏi cái bà sponsor đó. Thì chính anh mới là người sponsor nhiều hơn. Anh ấy không có nuôi tôi ở nhưng mà anh ấy lấy bằng lái xe cho tôi, đưa tôi đi tìm hiểu cái Houston. Thì thuê nhà cho tôi dạy võ. Từ đó là dạy võ luôn. Vâng. Ông bà có mấy cháu? Dạ tôi 5 cháu. Vâng. Ba trai hai gái. Vâng. Rồi các cháu đi học ở đây, trình độ của các cháu thì cũng may mắn, các cháu được gặp ở trường tốt, thầy giỏi thì, thì các cháu sau này thì các cháu đậu. Khi mà học thì một năm đầu là hơi vất vả nhưng năm thứ nhì là giỏi. Thì đến lúc mà tốt nghiệp trung học thì các cháu đều đậu hạng ưu hết cả. Thì đến lúc lên đại học thì cháu đi học bác sĩ, học nha sĩ, cháu đi học physical therapy, cháu thì học về computer, cháu thì architect. Cháu lớn nhất của tôi sinh năm 63, nhỏ nhất sinh năm 71. Vâng. Như vậy thì là các cháu bây giờ là toàn là professional. Vâng, professional, nhưng mà nó vẫn tiếp tục học võ.
các cháu là coi như đời thứ bảy. Vâng, rồi các cháu nội ngoại tôi là 7 đứa thì lại là đời thứ 8 cũng học võ, học chữ, học võ luôn. Cái plan ngày hôm nay đó, cái chương trình ngày hôm nay đó, hình ra tôi thì về chính trị tôi yếu lắm, tôi nói được không được rõ như là mấy ông chính trị gia, thành ra chắc không có hay lắm. Nhưng mà hỏi tôi về những phạm vi chuyên môn của tôi, làm sao tôi được như ngày nay, làm sao tôi năm nay tôi như vậy là tôi 76 tuổi rồi. Thì nếu mà muốn thì tôi xin trình bày cái chuyện đó là cái đó là từ chúng tôi sẽ đi đến hết là ngồi nói chuyện với ông, từ cái cách nói cho đến tất cả mọi thứ đều chứng tỏ một cái sức khỏe thật là quá cái sự trông chờ của những người đồng tuổi. Thì xin ông cho biết là trước hết là cuộc sống ở Việt Nam thì nó khác gì với cái cuộc sống ở bên Mỹ hoặc là cái cuộc sống ở bên đây, có làm trở ngại gì nhiều trong những cái vấn đề ông bà sang đây với năm cháu ở một cái nước mà hoàn toàn khác biệt về văn hóa với nước mình hay không? Thực ra hồi nhỏ thì tôi lại học trường Pháp. Đến năm 18 tuổi, 19 tuổi mới, nhưng mà mất mấy năm tận cư đó, thì nhà bị học nó chậm lại. Đến lúc mà năm 18 tuổi vẫn sang vào Sài Gòn, vẫn còn học thêm một năm nữa chương trình Pháp. Xong rồi sau bạn bè mới rủ sang chương trình Việt Nam. Thì cái toán với lý hóa mình hơi yếu, nhưng tiếng Pháp, tiếng Anh thì nó lại khá. Ngày xưa tôi học trường Pháp ở ngoài Hà Nội, rồi lại học tiếng Anh nữa. Thành ra vào Sài Gòn như vậy thì vấn đề suốt bao nhiêu năm lại học thêm nữa. Buồn cười lắm, hồi tôi nhỏ tôi học trường Pháp, nhưng mà mấy anh học trường Pháp đó là nói tiếng Pháp không được, nói là cứ hay chế nhau đúng không? Người này nói sai một tí, nói là tự nhiên phải sai, sai chế nhạo nhau, tức là không dám nói. Thành ra nói tiếng Pháp thì không có giỏi. Nhưng mà nhờ năm 52 tôi lại học cái judo, mà cái trường võ là của ông người Pháp, rồi bạn các thứ là đến 95% là người Pháp, thành ra mình nhờ đó mình mới nói được tiếng Pháp. Thành ra rồi đến vào Sài Gòn nữa thì lại tiếp xúc với lại đại Hàn, với người Mỹ nhiều, tôi có đến 200 học sinh Mỹ. Thành ra vấn đề tiếng Anh cũng không đến được khó khăn với tôi. Bây giờ các cháu nó thì nó học tiếng Pháp ở Sài Gòn, nhưng mà sang đây dần dần nữa, trẻ con học lẹ lắm, nhanh lắm. Thế còn là vấn đề đời sống thì như tôi nói mà, ở Sài Gòn tôi kiếm một tháng trung bình nếu mà đổi sang tiền đô la là khoảng 20.000 đô la. Chi phí đâu rồi mình còn được 20.000 đô la, chắc là ở bên này làm sao kiếm một tháng được 20.000 đô la. Như vậy đời sống tôi ở Việt Nam hơn chứ. Vợ một cái xe hơi, chồng cái xe hơi, còn hai xe hơi để đấy, để bây giờ hư cái này còn cái kia. Sang Mỹ thì cũng được vài ba cái xe, thì các con phải chở nó đi học vân vân, đến lúc nó 18, 19 tuổi thì lại mua mỗi đứa một cái. Có gì trở ngại không? Cũng nhiều khi cũng trở ngại, tại vì trẻ con mà nó 16, 17, 18 tuổi lái xe thì cái vấn đề insurance rất là cao. Thành ra đấy cũng là vấn đề mà mình kiếm được khá nhiều, nhưng mà chi cũng không có ít, chi rất nhiều. Trước khi chúng tôi hỏi về cái sự muốn chia sẻ trong cái chương trình này, thì cho phép tôi được hỏi lại một cái câu hỏi là từ hồi năm 75 đến giờ ông có bao giờ trở lại Việt Nam chưa? Tôi về nhiều, về cả chục lần. Và tôi về là tôi về thì tôi ba con họ hàng còn nhiều, nhưng mà học trò thì nhiều hơn nữa. Của tôi ngày xưa tôi dạy từ năm 54 đến 55 là bắt đầu tôi dạy rồi. Đến năm 75 là tôi đến 60.000 học sinh. Đúng không? Vâng, cho tôi được hỏi là ông thấy cái tình trạng ở Việt Nam bây giờ và tình trạng Việt Nam trước khi mình ra đi, thì ông có thấy cái gì làm cho ông thích hơn không? Một cái rõ ràng là trước 75 ở miền Nam mình tuy là có hối lộ nhưng mà chưa nghe ai là tỷ phú cả. Còn bây giờ đó, ở Việt Nam là có bao nhiêu chục nhà tỷ phú. Tỷ phú là 1.000 triệu đô la, mà có người 2-3 tỷ đô la. Rồi con cái như là có cái bà đó là bà ấy chỉ buôn bán gỗ thôi, nó lại buôn bán gì chẳng hiểu, nhưng mà con bà ấy là cái thằng gọi là cường đô la đó,
mới mấy tuổi mà nó có cả chục cái xe hơi, mỗi cái là 500,000-700,000 đô la, đấy không? Thế rồi cái ông Hoàng Anh Gia Lai, ông cũng là buôn bán gỗ, ngày xưa ông ấy hợp tác với cái bà mẹ thằng Cường Đô La, bây giờ ông ấy mua xe máy bay riêng, xe hơi chở từ Mỹ về bằng máy bay. Vâng. À, như vậy cái tình trạng xã hội ở bên Việt Nam ông thấy như thế nào? Không có mình, ngay những người Việt Nam cũng thấy là vấn đề tham nhũng thối nát nó quá quá hành hành. Ông có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ông ước mong về đó không? Mình là người Việt Nam, luôn luôn tôi suốt đời mình ước mong mình trở về quê hương để mà trong phát triển, để mà truyền lại. Nhưng mà phải về với tôi đấy, tôi về nhiều lần nhưng mà tôi nhìn thấy cái võ đường của tôi bây giờ là người khác đứng coi là chủ. Hôm đó có cái anh ấy gọi là tiến sĩ, anh ấy mở cái trường đại học Hồng Bàng đó, là cái võ đường của tôi đó. Hôm anh gặp tôi ở Nha Trang cái đây 3 năm, anh ấy ra cái đại hội võ thuật đó, ông ấy mời tôi về biểu diễn. Thì tôi khi tôi biểu diễn tôi cứ buồn cười, mình biểu diễn ở nơi của mình, mồ hôi nước mắt của mình bây giờ lại coi như là người khách đến biểu diễn. Đấy một chuyện rất là khôi hài, nhưng mà mình cứ nghĩ trong bụng mà mình cười thầm trong bụng, nhá. Đó này nhá, đấy là tôi không có hối lộ, tôi không ăn hối lộ, tôi làm tay bàn tay của tôi, sức của tôi, mồ hôi của tôi, mà bây giờ lại người khác làm chủ mà mình là người khách, thấy cả sự vô lý. Thì mình hy vọng là Việt Nam sẽ có một cái tiến triển nào đó để cho tất cả mọi người sung sướng. Bây giờ là bao nhiêu cái chuyện nó thay đổi trên thế giới. Thì ông mình, có nghĩ là dưới cái chính thể cộng sản họ có thể làm được chuyện đó không? Tôi nghĩ là không có đủ tư cách trả lời, nhưng mà cách đây 2 ngày tôi nhận được một cái email của ông Lưu Á Châu. Ông này hình như là ông một tướng của cộng sản Tàu bây giờ. Và ông dám viết rất là táo bạo. Ông viết là sức mạnh của Mỹ ở đâu? Sức mạnh của Mỹ chưa hẳn là ở súng đạn, máy bay không người lái và tàng hình bay vào ra nước Tàu hàng ngày mà chúng là người Tàu không biết. Nhưng mà cái sức mạnh của người Mỹ không hẳn là cái đó mà là cái tinh thần. Tôi có hình ra tôi có gửi vào cái email đó. Mới đọc chưa? Đấy, đấy là tôi nghĩ là Việt Nam phải mở mắt ra mà coi. Thằng Tàu bây giờ nó đang sắp sửa thay đổi. Tinh thần gì ạ? Tinh thần trọng pháp luật. Và người có tài thì có thể dùng được cái tài của mình. Ở nước Tàu, Việt Nam hay là những Cuba hay là nước Bắc Hàn, người nói chung những người nước chậm tiến có tài thì không được nắm quyền hành, cái người không có tài thì lại thì đó. Thì vấn đề là ông Lưu Á Châu cũng nói nhiều hơn, tôi không phải ông Lưu Á Châu nhưng mà tôi đọc tôi rất thích, tôi có email cho nhiều người đọc cái bài đó. Thưa ông, như vậy thì cũng hiểu là cái sự suy nghĩ và cái lập trường mình biết đằng nào mà mình đi sau này. Thưa ông, xin ông có thể chia sẻ về những cái kinh nghiệm trong cuộc đời cho những thế hệ mai sau, và cái lý do gì mà cho đến bây giờ cái sức khỏe của ông nó perfect như thế này. Vâng, cảm ơn bà đã hỏi câu đó. Thực ra đấy là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người đã từ lâu lắm, tôi chia sẻ trong cái giới phẫu thuật. Thì vì vậy trong giới phẫu thuật người ta rất là quý mến tôi, để tôi chia sẻ với họ. Học võ không chưa đủ, học võ không đủ, phải ăn uống và phải về tinh thần. Năm nay như vậy tôi coi như 76 tuổi, tôi so sánh tuổi tôi với lại mấy ông bạn tôi bằng tuổi tôi thì ra đường người ta gọi là cụ, là bác, còn cứ gọi tôi bằng anh, gọi vợ tôi bằng chị. Thì cách đây độ 10 năm ấy, nó thực chúng tôi 10, 15 năm thì thấy hơi buồn. Vợ tôi bảo chắc là nó thấy anh dạy võ thì nó coi thường, nó gọi anh bằng anh, gọi mấy ông kia bằng bác. Cả cách đi 15 năm nay rồi cơ. Còn bây giờ thì là rõ ràng mấy người đó nếu không biết tôi là ai thì cứ gọi tôi bằng anh không à. Mấy cậu độ 20, 30 thì gọi tôi bằng anh. Nên đấy là cái điều mình thấy mừng. Thì tôi muốn chia sẻ cái điều đó với lại tất cả đồng bào mình. Không những đối với những người trong cái môn phái tôi hay là khác môn phái tôi cũng chia sẻ, còn đặc biệt là đối với đồng bào mình. Nếu mà thấy có duyên với nhau thì nghe những lời tôi nói thì hãy đón nhận như là một món quà. Còn nếu mà nghi ngờ, người Việt Nam mình hay có nghi ngờ lắm. Tại vì bao nhiêu năm nay là bị lừa đảo, bị lừa đảo từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh chứ không phải mới đây.
rồi từ Bắc Nam Trung là cứ lừa đảo nhau để mà sống, rồi ngay bây giờ ở Việt Nam thì là cứ lừa nhau mà sống. Và bên Mỹ mà chính gia đình tôi cũng đã bị 4-5 lần lừa rồi, toàn những người máu mặt cả lừa đó, lừa trắng trợn, đó là một cách nghĩa là hết sức là đau đớn. Thành ra làm người Việt chứ thế mới đau đó. Là những người quen biết, những người mà ngày xưa chồng làm lớn lắm, làm nghị sĩ, làm tổng trưởng vân vân, bây giờ cũng vẫn đi lừa. Thành ra rồi lên báo, rồi lên tivi, lên bị trói vào tù. Nói như vậy là mà hiểu là những người làm rồi. Vâng, tôi không muốn nói chuyện này. Vâng, và bây giờ tôi nói chuyện là bây giờ nếu không nghi ngờ đó thì hãy theo nhận cái sự hiểu biết của tôi, chia sẻ của tôi như là cái món quà. Tôi không có tiền bạc để mà biếu, mà tôi biếu cái đó còn hơn là tiền bạc nhiều. Đây là cái sức khỏe. Mình á, mình nhiều người Việt Nam mình có thói quen là nhậu nhẹt, nhất là đàn ông nhậu dữ lắm. Còn bây giờ đàn bà Việt Nam cũng nhậu dữ lắm. Cứ buổi chiều ra khỏi sở buổi chiều Việt Nam ấy, 5-6 giờ chiều là đến tối 11-12 giờ đêm là uống rượu là liên miên. Ngoài Bắc còn ít hơn, trong Nam mình mới tệ. Thế còn ở bên Mỹ này thì cũng đại khái giống giống như vậy. Các ông bạn tôi lập hội lập hè để lậu hội nhậu. Thành ra đấy là cái mà nó giết mình, nó làm cho thể xác mình nó tàn tạ. Khi 30 tuổi, 40 tuổi còn sức khỏe của thanh niên, tráng niên, trung niên, rồi đến 50 tuổi bắt đầu là nó đi xuống mà không biết. Không biết thì cứ nghĩ mình thôi mình già rồi, 50 rồi, 60 tuổi nó tệ nữa, 70 tuổi thì nó còn tệ hại nữa, mặt mũi nhăn nheo lại. Thì bảo ở đấy là cái tuổi đời, đấy là gọi là sinh lão mà ai cũng phải vậy. Thì lúc gặp tôi thì cứ cho là ồ, tại thằng cha đó học võ, nó luyện võ từ nhỏ lớn thì nó như vậy. Không, tôi bảo không, luyện võ chưa đủ, phải ăn uống. Bây giờ tôi phân tích qua, mình ăn á, nếu mà mình ăn, cứ ăn mỡ. Cách đây vài năm tôi vẫn gặp một người này quen, kém tôi đến 10 mấy tuổi mà trông già lắm rồi. Anh bây giờ thì đau tim rồi, hết hành nghề rồi, anh là một nhạc sĩ. Ăn tô phở lại phải có nước béo và mỡ gầu, đầy một tô. Thì tôi bảo chú phải coi chừng, bây giờ lớn rồi, năm nay chú năm mấy rồi, phải coi chừng. Không nghe tôi vẫn tiếp tục, bây giờ là bị tim rồi. Thế còn một lô bạn bè, bác sĩ tim, bác sĩ lo sức khỏe cho người khác nhưng rút cục lại chết vì đau tim. Và mặt mày cũng nhăn nhó mà ít tuổi hơn tôi, có thể là nhiều người ít tuổi hơn cả chục. Thế thành ra mà mình là một anh võ sư, mặc dù là Grandmaster đấy, gọi là đại võ sư đấy, nhưng mà có quyền gì mà nói với ông bác sĩ phải ăn thế này uống thế này. Thế bây giờ nói chuyện người khác thôi, nói chuyện những người không phải bác sĩ. Mà bác sĩ là gì? Bác sĩ theo cái y học Tây phương thì đau đâu chữa đó. Đông phương mình đau đâu mình chặn. Ví dụ như là đau gan, ngoài cái chuyện chữa cái gan phải chữa, đừng uống rượu, ăn cho đàng hoàng, uống cho đàng hoàng để cho đừng đau gan. Bị phổi thì đừng hút thuốc lá, mà này vẫn cứ hút rồi vẫn cứ uống thuốc, rồi hút vẫn uống thuốc để mà trừ cái bệnh phổi cũng không được. Những cái đó là cái thuốc nó vào. Tôi quen một người bây giờ một tuần là phải lọc máu 4 lần, tại vì đau nhức người thì uống cái thuốc đau người đó, nhức mỏi đó, cái thuốc nó hại thật. Hay bây giờ phải lọc thận một tuần là 4 lần thật. Nói ra chắc bà cũng quen nhưng mà tôi không dám nói ra thôi. Vâng, xin cho hỏi như vậy là lời khuyên là gì ạ? Lời khuyên là thế này. Thường thường á, từ xưa nay á, các bác sĩ khuyên phải ăn như thế này, thế này, thế này, mà ít ai nói đến chuyện uống. Thành ra, giả sử như bây giờ chính phủ Mỹ cũng thấy là uống mấy cái nước gọi là soda, nước Coca-Cola, Sprite các thứ đó là nó có hại, nhưng người ta cũng chưa biết là nó tại sao nó hại ở cái chỗ nào. Chỉ biết là nó làm mập phì tại nó có đường, thì làm trẻ con mập phì. Người Mỹ đi đâu mình thấy Âu Châu những người nhỏ nhỏ nhắn, cao cũng cao nhưng mà người nhỏ nhắn, về Mỹ ngay nhắm mắt mở mắt ra thấy à đây là Mỹ, thì người nào cũng vĩ đại cả. Là cứ nghĩ rằng tại uống cái nước đó nó có đường, chưa có biết đâu rằng nó có axit. Mà cái chất axit á, người Nhật đã tìm ra cách đây 30 năm rồi. Thì đấy là cái bí kíp mà tôi nói chuyện. Tức là lời khuyên là gì ạ? Lời khuyên là phải trước hết tìm đó. Làm sao đây, bây giờ tôi phân tích sơ qua, phải nói phân tích thì mới hiểu được, và quý vị nghe thì mới biết rằng cái lời tôi nói nó không đúng 100% nhưng mà nó không phải sai sai nhiều như nhiều người tưởng. Cái trong người mình á,
cái hệ thống miễn nhiễm của mình ấy, nó yếu đi. Khi mà 30-40 tuổi thì nó còn mạnh, 50 tuổi dần dần nó yếu, 60-70 tuổi vì mình uống những cái thứ thuốc không nên uống, mình ăn những cái thứ không nên ăn, mình hút thuốc lá, mình uống rượu, thành ra làm cho hại gan hại thận. Và gan thận nó là hai cái nó để cho nó giúp bồi bổ, nó lọc những cái chất dơ trong người mình, mà bây giờ nó yếu đi thì chất dơ nó lại tăng thêm, thành ra mặt mày khi mà đau gan thì mặt mày mụn nhọt nổi lên và da rẻ trông khác đi. Một người khỏe mạnh cái da rẻ nó khác, một người đau ốm cái da nó khác, nó tái hoặc là nó thâm hoặc là mụn nhọt đó. Thì đi sửa sắc đẹp, có tiền đi sửa sắc đẹp là chỉ để căng da thôi, chứ không phải là chữa được từ cái gốc đó là cái gan. Vậy bây giờ người Nhật á, người ta là những người sống lâu nhất thế giới, hiện tại khỏe mạnh nhất thế giới. Người ta đã phát minh ra, người ta tìm được ra một cái thứ nước. Và tôi rất may mắn, trước khi được giới thiệu cái thứ nước này đó, thì tôi cách đây 25 năm, tức hồi khoảng 50, tôi thấy cái sức khỏe mình đi xuống. Nhà tôi cũng vậy, nhà tôi sinh năm 41, tôi sinh năm 56, thấy sức khỏe mình nó đi xuống, thì nghe lời khuyên và nghiên cứu lời khuyên của những người về sức khỏe, thành ra dùng rất nhiều gọi là antioxidant, những vitamin khác và thuốc trị bệnh khác. Vitamin nó là thuốc bổ, nó cũng như đồ ăn để nó bồi bổ thân thể mình, để cho cái immune system của mình, hệ thống miễn nhiễm mình nó mạnh lên. Khi hệ thống miễn nhiễm nó mạnh thì nó sẽ tự chữa được biết bao nhiêu bệnh khác, nó đều chữa hết. Tuy nhiên tôi bị mắc hai cái bệnh mà tôi chữa không được, bao nhiêu vitamin và thuốc tây chữa không hết, thuốc ta chữa cũng vẫn chưa hết, là cái bệnh đau nhức xương cốt và bệnh đau bao tử. Đến một ngày cách đây khoảng 2 năm, trước 2 năm thì tôi bị đau khoảng 10 năm đầu gối phải tôi đó, tôi phải đau, nó đau, tôi giày võ mà tôi súng tấn này nó kêu cục cốt két ở trong, còn đau nhức, tôi phải chích thuốc phải. Cuối cùng là cách đây hơn 2 năm tôi mổ thì nó hết, cái đầu gối trái nó sắp sửa bị mổ rồi. Không ngờ tình cờ tôi được giới thiệu một cái nước mà tôi nói gọi là nước bê, hay là tiếng Anh nó gọi là alkaline water, nước kiềm. Hồi mình nhỏ mình đi học, hồi được lục đệ ngũ gì học ấy, là cái chất kiềm, chứ là ba gì, nó làm cho axit tan đi, làm cho biến cái axit đi. Thì trong người mình ấy, cái chất axit vì nó quá nhiều, giả thử như uống ngay những nước này mình đang uống này, thấy nó có vẻ là gọi là smart water hay là clean water, clear water nọ kia cái thứ, nhưng mà thực ra axit rất nhiều, và cái axit đó nó lại còn chưa nhiều bằng cái nước axit ở trong Sprite, trong Coca-Cola. Thì những cái nước đó axit nó làm cho người mình yếu đi, tàn phá. Và xin cho hỏi, xin ông nhắc lại thì cái như vậy là ông chia sẻ cái kinh nghiệm về vấn đề giữ sức khỏe. Yeah, tôi và đang một đi trong cái đó là nước, và thương cái nước đó là nên uống nước gì và mua ở đâu? Vâng, cái nước này đó hiện tại trên thế giới có mấy nơi nó có thiên nhiên, giả thử như ở bên Mexico, bên Đức, bên Nhật và ở bên Pháp là luốc đó. Nước đó uống vào nhiều khi đang nhức đầu uống cái hết ngay, đang đau bao tử uống cái hết ngay đó, dứt ngay. Còn những bệnh nặng khác thì nó từ từ phải uống lâu, phải ở đó cả tháng trời rồi nó mới hết. Thì người Nhật người ta mới khám phá ra cái máy làm ra cái nước, người ta bảo cái nước này là nước ba giờ gọi alkaline water. Bây giờ mình một ngày mình ăn, mình uống, mình hít, mình thở, mình uống rượu, mình uống bia, tất cả những là chất axit ở trong người mình quá nhiều, thì những tế bào ung thư nó sống được là trong cái người con người là acidic body, người mà có nhiều axit thì nó nuôi tế bào ung thư. Trái lại khi mà tế axit nó tiêu đi, nó ít đi, thì tế bào ung thư tự nhiên nó teo lại, nó chết. Cái vấn đề này là vấn đề rất dài, nhưng mà tôi nó vắn tắt là như vậy thôi. Còn nếu mà ai muốn liên lạc thì liên lạc với tôi có đủ tài liệu, chứ không có phải là cái lúc là mình tuyên truyền về cái nước này. Nhưng mà người Nhật phải uống cái nước tốt. Tốt. Cái nước này nó coi như là cái nước ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, Everest. Họ đã làm thành nước chai và họ bán tại đây. Không, cái nước này không thể làm vào chai. Tại vì đóng vào chai 3 ngày sau nó bị lão hóa, gọi là oxit hóa đi. Nó lão hóa thì nó lại mất cái chất hiệu nghiệm, thì phải có cái máy. Và nước Nhật, tất cả các nhà thương bên Nhật bây giờ nó dùng cái nước này nó trị bệnh. Chữa bệnh nhé, chứ không phải là nó uống sơ, chữa bệnh.
Và cái máy nó còn chế ra nhiều nhiều thứ nước nữa mà trị bệnh, không có phải dùng. Giả thử bây giờ là một ví dụ như vậy, một cái ông này bị tiểu đường nặng và ông 56 tuổi rồi, khi bị bệnh gangren á, là cái phải chặt chân. Gangren nó bắt đầu từ chân, thì chân nó xa cái trái tim, máu nó không xuống được. Thì ông này đó, ông còn đợi 2 ngày nữa là đến lượt ông chặt cái chân. Tại vì cái chân của ông ấy, khi mà dơ lên này thấy cái xương máu nó không xuống, thì nó trông cái xương rồi, chỉ còn cách chặt thôi. Thì tình cờ may mắn là cái đấy, chuyện này xảy ra mấy chục năm. Ông ấy xem TV, thì đài TV đi phỏng vấn cái thứ nước này. Thì ông bác sĩ bảo, I have an open mind. Tôi rất là cởi mở, tôi áp dụng cái nước này để mà trị bệnh cho bệnh nhân tôi. Dạ, vâng. Và không có chặt chân nữa. Xin để văn tắc. Và như vậy đó, là về vấn đề chia sẻ cái kinh nghiệm sống với thế hệ mai sau cho, hoặc là cho những người người ta muốn tìm hiểu, thì tóm tắt là như thế này. Dạ. Về võ thì lẽ nhiên cái nó dễ dàng lắm rồi. Dạ. Nhưng còn cái về cái cách sống này, tôi là một Grandmaster dạy võ, thành ra nếu mà đề cập đến vấn đề sức khỏe thì cũng có lý, nhưng mà lại đề cập sâu về vấn đề về y khoa lý hóa ở trong đó thì sẽ bị nhiều người nghi ngờ lắm. Nhưng mà quý vị cứ nhìn tôi năm nay tôi 76, bây giờ so sánh mấy cụ 76 thì nó như thế nào. Đấy là cái lời thực tâm của tôi. Nếu mà tin được thì hãy liên lạc với tôi, chứ còn bây giờ không có thời giờ để mà thuyết trình thêm nữa. Dạ, vâng. Nhưng mà đấy là một cái chuyện, cái nước đó gọi là nước alkali. Vâng. Alkali tức là cái nước kiềm. Vâng. Cái kiềm nó làm cho axit tiêu đi. Dạ, vâng. Khi mà axit tiêu đi trong người mình ấy, lúc ăn mình cần phải axit để nó tiêu đồ ăn xong thôi. Dạ, vâng. Còn nếu mà đau bao tử là mình nó cứ tiết ra ngoài thì nó đau bao tử. Dạ, vâng. Axit thì nó mới đau nhức mỏi trong người. Dạ. Bây giờ axit nó hết thì là hết đau nhức mỏi. Vâng. Xin cho tôi được hỏi lại là ngoài cái vấn đề và giữ gìn về sức khỏe ra, thì ông có lời khuyên gì hoặc là chia sẻ gì với mọi người trong cái khi mà phải chuyển đổi từ một người Việt mà trở thành một người Mỹ gốc Việt, từ ở nước Việt Nam sống trong cái xã hội của mình, có tất cả những cái mình muốn mà sang đến một nước mà mình lại không có gì cả, thì ông có một cái kinh nghiệm gì để chia sẻ không, hay là một cái cảm ơn. Cần nói? Dạ, có, tôi cần nói. Đấy là cái kinh nghiệm đó, là từ ngày tôi sang Nhật năm 64, là tôi thấy rằng cái câu nói rằng một người Việt Nam đứng cạnh người Nhật thì người Việt Nam trội hơn người Nhật, nhưng ba người Việt Nam với lại ba người Nhật thì ba người Nhật hơn ba người Việt Nam. Tại sao? Người Việt Nam mình hay có cái khôn vặt, mình gọi là khôn lõi, hay ngóc ngoéo, nghĩa là thành ra trong trước mắt thì có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng lắm, mà không nghĩ đến cái hại về sau. Người Nhật đó, làm chuyện gì người ta cũng nghĩ ích lợi quốc gia, tổ quốc, dân tộc người ta. Đây này, chuyện này như thế này. Tôi đi ngoài đường hôm là Thế vận hội mà, thì phải nói là cả triệu người trên thế giới đến. Siêu văn tắc. Vâng, văn tắc. Thì một vấn đề này, một thí dụ thôi nhé. Anh bạn tôi đó, quen một cô Nhật. Cô học sinh, cô mới 17 tuổi. Sau này anh lấy làm vợ, nhưng mà hồi đó đi chơi với nhau. Sau buổi chiều đi chơi với nhau, thì đùng một cái gặp một cái ông kia, ông gọi cô kia đến, gọi xong ông mắng. Tôi biết tiếng Nhật, hồi đó học tiếng Nhật cũng lơ mơ, nhưng hiểu rằng ông đang mắng. Vì sao? Xong nói cô này cứ regato no mo regato no, cứ xin lỗi và sumimasen, hay ok, xin lỗi, cảm ơn, xin lỗi. Một lát tôi hỏi ông với bà con họ hàng, không, ông người đi đường ấy, ông thấy tôi đi với người ngoại quốc mà tôi là học sinh thì ông mắng. Ông bảo học sinh thì phải về nhà học chứ không phải đi chơi với bạn trai. Còn chuyện ngắn nữa là chuyện tôi đi, tôi thấy hút thuốc lá, người ta hút thuốc lá người ta vứt xuống lề đường. Bên Nhật thì biết, mà biết là bên Nhật người ta sạch sẽ lắm, vứt thuốc lá xuống. Người Nhật đi sau mặc comple, người Nhật ra đường là mặc comple chứ không mặc áo bà ba đâu, mà trời lạnh nữa mặc comple. Cái anh đứng lại, anh lấy chân anh di thuốc lá, anh cầm lên, anh mới lấy móc túi ra một tờ giấy con, anh gói nó lại, rồi lại nhét vào túi. Tôi nghĩ bụng, Nhật ăn mặc sang trọng kia mà đói chứ nội phải đi kiếm thuốc lá về để hút rồi. Tôi nghĩ bụng lại, tôi không hỏi nhưng mà tôi nghĩ bụng. Thế trên đường đi một lát tôi thấy cái anh Nhật đó, anh thấy thùng rác, anh rút cái giá kia, cái thuốc lá kia, ông vứt vào thùng rác. Như vậy tôi hỏi rằng những người đi sau có ai mà dám vứt rác nữa không?
đấy người ta giáo dục, người ta không đến này là, anh không được vứt rác ở đây nhé, xuống lá anh không được vứt nhé, người ta không nói vậy, nhưng người Việt Nam mình có thể là nói vậy này, không được vứt xuống lá xuống đây nhé, không, người ta lại dạy mình một cách gián tiếp như vậy. Đấy là cái mình đáng sợ, người ta đáng sợ ở chỗ đó. Hay người Việt Nam mình sang Mỹ cũng học được nhiều cái hay, nhưng mà đem nhiều cái hay sang đây, nhưng mà cũng nhiều có cái dở ta phải bỏ. Đấy là cái ngoắt ngoéo và thích lừa đảo, lừa tranh sống bằng cách lừa đảo nhau để mà sống, sống trên sự đau khổ của người khác. Đấy là cái mà mình phải từ bỏ. Và ngay tại Việt Nam cũng vậy, lấy lừa đảo để mà làm kim chỉ nam thì đấy là một cái điều mà rất là sai lầm. Vâng. Chưa kể đến về đạo đức, đấy là cái là gieo nhân đạo thì lãnh cái quả đó. Vâng. Yeah. Vâng. Thì lại nhận lại y như vậy, là bị người khác người ta xử lại như vậy. Vâng. Mình. Vâng. Thế thì câu hỏi chót là ông nhận thấy cuộc sống ở nước Mỹ như thế nào, và tại sao ông ở lại và gia đình ở lại nước Mỹ? Thực ra là mình không có cách về Việt Nam, chứ nếu về ở một nơi mà có họ hàng, bà con, anh em thì sung sướng hơn là ở đây có mỗi hai vợ chồng với lại mấy đứa con, rồi họ hàng thì không có bao nhiêu, rồi bạn bè thì cũng có nhiều, nhưng người nào cũng bận bịu, con cái cũng bận làm ăn, đi làm đi động thì nhỉ. Gia đình ít khi gặp nhau như Việt Nam. Vâng. Việt Nam mình có tính cách đại gia đình nhiều hơn. Vâng. Sang đây nó là thuộc tiểu gia đình rồi. Vâng. Mạnh con cái hay mạnh ai là lo người ý. Vâng. Vài tháng mới lại gặp, một tháng, nửa tháng, hai tháng, ba tháng mới lại gặp. Vâng. Anh em, chị em mới gặp nhau một lần. Vâng. Đấy là cái điều mà cái xã hội Mỹ nó như vậy. Vâng. Thì mình phải chấp nhận. Vâng. Nhưng mà mình thấy là vì lý do gì? Tất nhiên cái đó là cái điểm mà yếu điểm của cái cuộc sống bên nước Mỹ đối với những người đông phương, nhưng mà cái ưu điểm gì mà nó lại có thể nhiều hơn cái yếu điểm để cho mình thấy rằng mình sống ở đây? Là nhờ cái sự thông minh và cần kiệm và chịu khó học hỏi thì người Việt Nam mình, con cháu mình bây giờ tiến rất là còn xa hơn nhiều người ở Mỹ lợi xa, tức là coi như là ở nghĩa là phía trên của phần đông người Mỹ. Dạ, giả sử như là người Mỹ ở sát cạnh Mỹ, tôi cứ nghĩ bụng là nước Việt Nam mình mà ở cạnh như là Mỹ cạnh Mỹ thì nước Việt Nam mình là khá hơn nhiều rồi. Dạ, người Việt Nam mình tóm lại là thông minh và chịu khó học hỏi và rút kinh nghiệm. Và cái nước này nó đã cho gì? Nó là cho mình cái cơ hội. Rất nhiều con cháu mình nhờ cơ hội này mà tiến thân. Vâng. Biết đâu một ngày nào đó lại có tổng thống là gốc Việt Nam, thấy không? Vâng. Vâng, thôi như vậy thì chúng tôi xin cảm ơn ông ngày hôm nay đã dành cho cuộc phỏng vấn 2 tiếng đồng hồ chia sẻ cái kinh nghiệm sống với lại cho những đàn em về sau này. Thì chúng tôi xin thay mặt hội rất là cảm ơn ông thời giờ quý báu đến đây để chia sẻ, và một lời cuối xin ông nói những cái điều ông muốn nói. Dạ, tôi muốn nói là thế này, thực ra không dám chia sẻ với lại không phải là để cho các thế hệ mai sau đâu, mà là cho thế hệ cùng tuổi với mình, có khi trên mình nữa. À. Tại vì những người đi trước mình hay đi cùng mình có thể cũng có những lần nhầm lẫn mà mình đã bước qua được cái nhầm lẫn đó. Yeah. Còn có một điều đáng nói nữa mà tôi quên lúc nãy không nói được, vấn đề thể xác là phải tập luyện. Yeah. Chứ còn cứ để tự sống rồi tự như là một người bình thường thì nó cũng là già, cái đúng tuổi đó là cái mặt phải giống như vậy. 50 tuổi thì cái có bao nhiêu nếp nhăn, đến 60 tuổi thì thêm bao nhiêu nếp nhăn nữa, 70 tuổi, 80 tuổi thì nó bao nhiêu nếp nhăn. Nhưng nếu mà mình biết tập luyện, mình biết ăn uống, ngoài ra lại sống thoải mái, tức là về đầu óc. Ngoài ra mình lớn tuổi thì cái óc của mình nó chết, mỗi ngày chết cả triệu cái tế bào, thì mình phải luyện học làm sao để cho cái óc nó được tiếp, còn mình vẫn mãi, lâu lâu. Tuy là nó có chết thì mình quên, không thể nào bảo rằng mình không thể, mình cứ nhớ được nhiều, nhưng mà nếu mà mình bồi bổ, mình vận động để cho thể xác, nhưng mà mình vận động cho cái óc là phải nên học hỏi. Vâng. Riêng tôi đó, giả thử tôi biết ra được là
là cần phải bắt cái óc tôi nó làm việc. Giả thử có người thì vẽ, có người thì viết nhạc, tôi thì thích hát, nhưng mà tôi lại thích cái khác nữa là tôi thích học sinh ngữ. Thì đối với nhiều người Việt Nam mình thấy là nói tiếng Anh đã khó rồi, bây giờ lại còn nói những tiếng khác thì học làm sao được. Tôi theo tôi thì lại rất là dễ, tôi có thể đếm một lúc 16, 17 thứ tiếng khác nhau, nói ngoài tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt thì những tiếng khác, tiếng Mễ, Spanish, mình phải nói là Spanish thì nói gần như tiếng Pháp rồi. Nhưng còn những tiếng khác tôi có thể giao thiệp 10, 15 phút mà không cần phải nói tiếng tiếng Anh mà vẫn có thể giao thiệp được với họ, mặc dù họ là người người nước khác ngoài cái sinh ngữ Anh, Pháp, Việt. Vâng. Thế thành ra đấy cũng là một cái cách thức để mà làm cho cái óc mình nó hoạt động, bắt nó phải làm việc để cho đỡ bị quên, cho nó khỏe mạnh. Vâng. Thế đấy là tôi chỉ mong mỏi là nếu quý vị nghĩ rằng những điều tôi nói đúng thì hãy áp dụng. Vâng. Có nhiều cách học hỏi lắm. Thì bây giờ nhưng mà có những cái mà quý vị cần thì cứ liên lạc với tôi sẵn sàng tôi hướng dẫn và tôi chia sẻ. Vâng. Nhưng đừng có nghĩ rằng đấy là cái điều mà tôi trục lợi, làm việc đó để mà trục lợi, hôm nay đến đây nói chuyện này để mà trục lợi, để mà buôn bán, thì xin đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn ông rất nhiều.